Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm năm 20, hôm nay chiều thứ sáu, việc rảnh rỗi lên đây nói chuyện với quý vị. Lâu quá có nói chuyện cũng đúng tháng vì xin lỗi, việc rất là bận thời gian gần đây. Thứ bảy nào cũng có rất là nhiều bà con ở xa về núi Chi Lăng Sơn thì phải tiếp là phải gặp bà con ở khách tiểu bang, ở khách sạn, ở cùng trên thế giới Canada, Úc, Thăm Kiều. Dịch bệnh thứ bảy không có lên được, bữa nay lên sớm trước ngày nên mình cứ rảnh lúc nào mình lên chứ không có hứa hẹn nữa. Đây là Phật. Lâu quá không có nói chuyện, giờ lên nó không biết nói gì. Những giờ có chuyện gì để phải nói thì hôm nay thì ngày cũng lần cuối của cái màn này, sắp sửa hạ màn thì trở lại để giới thiệu cho những quý vị mới biết Kiệt, mới biết cái kênh thì phải biết Kiệt chỉ là người truyền tin. Kiệt không phải thầy pháp, thầy tăng, thầy giáo hay là ông cha hay là thầy gì hết, thì chỉ là người bình thường như quý vị nha. Chị cũng không có xưng hô Kiệt là ai, Kiệt chỉ nói qua mở. Thì ai hiểu về kinh, ai hiểu về sấm cơ thì nửa nửa muốn nghĩ Kiệt sao thì nghĩ, nhưng mà Kiệt chưa có xưng hô gì hết. Kiệt chỉ là người có đặc biệt một chút, thì có chút xíu ân điển của bề trên cho chị biết, và cho Kiệt lên đây để báo trước cho tất cả mọi người để mình chuẩn bị để đón Phật Di Lặc sắp ra đời, Chúa Giêsu sắp tái lâm. Cùng một người, có nhiều người cứ nói kênh cái clip 143 cái nói sao lúc anh nói Phật lúc anh nói Chúa, tại vì người ta phải vừa nhìn thấy cái tựa đó thì người ta không hiểu. Thì Kiệt giải thích thì những người mà theo dõi Kiệt lâu thì hiểu luôn ngay. Chúa với Phật là một người ở một cái thời đại, không còn biết thời đại nào, trong khoảng thời gian đó cả địa cầu này chỉ cần một giáo chủ xuất hiện thôi thì một tiếng nói để dạy nhân, chứ không có hai giáo chủ xuất hiện thì hai tiếng nói và nói ai nghe. Thì Chúa tái lâm hay là Phật Di Lặc xuất hiện thì cũng đều là một, đó là ý Kiệt nói như vậy. Kiệt là người messenger, là truyền tin của cái thời đại tam thế chiến. Thì hôm nay, 2 năm nay Kiệt lên đây Kiệt nói những gì Kiệt nói từ khi, bây giờ quý vị thấy tất cả các đài của Mỹ ngày nào, từ đài những cái đài mà ngày xưa chỉ trích tổng thống Trump rồi nói xấu ông Trump, những đài đó bây giờ hôm nay lại tốt, nói tốt là ông Trump, rồi nói xấu là ông Biden. Tức là mỗi ngày dân Mỹ là thấy ông Biden là giống như bị chọc quê mỗi ngày vậy. Thì nước tự do vậy đó, tổng thống giống như một người thường thôi, dân có ý kiến gì cứ việc nói thoải mái, không phải như nước của mình bên kia. Trump sẽ trở lại, Đảng Cộng Hòa sẽ trở lại, thì đúng như lời Kiệt đã nói trước, cái ngày mà quý vị không biết nhớ, lúc mà ngày mà năm 2020 á, ngày mà ông Trump bị cướp ngôi á, bị ăn gian lá phiếu, thì Việt cũng có nói là ông Biden này sẽ không quá 2 nhiệm kỳ. Nhưng mà những đó không biết có ai theo dõi từ xưa thì sẽ nhớ, thì coi lại mấy clip cũ, sẽ có hai người phụ nữ sẽ bị hạch tội đàn hạch á. Thì hôm nay câu chuyện đó quý vị thấy nó giống không? Gã dân Mỹ bây giờ muốn lôi động Biden xuống, bữa nay mới ngày hôm qua ổng bị Covid. Ổng bị Covid mà hay là ông trúng gió nữa đường, thì sao, thì một bà phụ nữ lên, bà phụ nữ kia lên, thì cả nước Mỹ này do quân đội nó dễ nó phục, cộng thêm bà Harry bữa giờ cũng sắp lên vàng lã, bị những cái tội
Đó là mình nói về nước Mỹ sơ sơ. Nên nhớ nha quý vị, không cần biết trái đất này là một sói thượng đế. Ở trên trái đất mình chỉ là một hạt cát trong 3.000 cái chúng sanh ở ngoài kia, mà cha tức là thượng đế là phải lo, các chư Phật phải lo hết 3.000 chúng sanh, không phải chỉ riêng trái đất mình. Mà hiện giờ cái ngày tận thế, những tận thế cùng một lúc nha, cả tầng những tầng trời cũng đang tận thế, và mấy nghìn trái đất ngoài kia cũng đang tận thế, và mình cũng đang tận thế. Mà cái tận thế ngày xưa những ông bà của mình không có đủ phước bằng mình đang sống ở một cái thời đại rất là có phước, vì mình chứng kiến được con Covid nó đau khổ đến thế nào, nó làm cho mình mất tự do như thế nào, và khi mà người thân mình chết cũng không có một lời từ biệt. Và mình cũng chứng kiến những cái gọi là không thể nào mình nghĩ ra được. Cũng giống như ở nước Mỹ người ta nói là tự do, mình đi từ Việt Nam 25 kiệt đi vượt biên qua là muốn đi tìm tự do, qua nước Mỹ rồi nó lại dạy ngược lại những cái không tự do. Giống như bạn chẳng lẽ bây giờ khi mà ông Biden lên, cái đảng Dân Chủ lên, thổ tả lên, họ có cái dạy những đứa em nhỏ về chủ nghĩa Các Mác Lê Nin gì đó ở trong trường học, quý vị thấy nó buồn cười không? Rồi hôm nay những ngày tận thế mà ngày xưa mình cứ tưởng tượng như khủng khiếp, là trái đất này nổ tung hay bom tử nổ tung, như coi những cái phim mà mình hay là phim The End of the Day gì đó, End of the World gì đó, ta là khủng khiếp. Nhưng mà ở trên thương chúng mình cho Kiệt lên làm người truyền tin của thời kỳ này chỉ một duy nhất, thì những gì Kiệt nói chúng gần 90-95%, chỉ còn một chút xíu nữa khi mà Đảng Cộng Hòa lên nắm lại chính quyền Mỹ, nắm cái trục lợi, thì cả thế giới sẽ thay đổi, vì Đảng Cộng Hòa sẽ khởi chiến tranh với Trung Cộng, thì Biển Đông sẽ dậy sóng, nước Việt mình cũng sẽ có chiến tranh, và lúc đó cũng sẽ có nạn đói, không phải chỉ riêng nước Việt mà. Thì lúc đó tất cả những cái độc tài, những cái ác, những cái gian xảo, những cái mị dân, những cái mưu mẹo, những cái gọi là lường gạt sẽ đi vào quá khứ. Kiệt thường hay nói đó là thầy Tennis sẽ chìm, tất cả cái ác sẽ chìm. Khi tất cả cái ác sẽ chìm thì cái thiện nó nổi lên. Cho nên hôm nay quý vị thấy thế giới là Sri Lanka nè, hay là Miến Điện, hay là ở Venezuela, những cái độc tài nó đang trỗi lên. Thì đó cũng giống như quý vị cứ nghĩ nó như những cái mà mình học, những cái đậu đầu mùa nó trổ lên để cho mình thấy, để sau này khi mà mình qua cái thời đại bỉ cực này á, sắp sửa rồi, thì mình sẽ trân trọng một cái đời sống mới mấy nghìn năm sau, khi cái thế giới này hiện bây giờ sống chỉ có cái lòng nhân ái mới tiếp tục sống được, đoàn kết và nhân ái thì mới tồn tại. Nếu mà không có hai thứ đó, những cái ác sẽ không thể nào tồn tại được, tất cả những cái giả dối đều phải đi hết. Đó là cơ trời. Mà Kiệt lên đây những cái clip đầu tiên cũng từ năm 2018 Kiệt báo động, mà hôm nay Kiệt báo động tính tới bây giờ là 2 năm. Thế clip này 144, không biết ở ngoài đó những người có đầu óc không biết họ nghĩ gì về Kiệt, nhưng mà Kiệt rất là thật tình, chân tình, và nói từ cái tâm, nói những cái gì sự thật, để cho trước tiên cho mình có đời sống tốt, gia đình mình có đời sống tốt, quốc gia mình cũng tốt, thuận thiên. Nên nhớ coi lại clip cũ từ con dế lửa, con dế than, clip 130 mấy, 140 mấy gì đó, coi lại đi. Kiệt có nói để cho nước Việt ngày xưa đó mấy vị chỉ là giống như thay đổi gọi là lọc sàng lọc, nhưng mà mấy vị mà ở bên kia các lãnh đạo của mình á không có thuận thiên, vẫn là nghịch thiên. Cho nên khi nghịch thiên thì hôm nay câu chuyện lại là khác. Tại vì trên từ bi cho Kiệt lên nói là mục đích cho tất cả các những người mà hiểu về thiên cơ để mà thay đổi cho kịp lúc kịp thời. Trên thượng đế không có muốn hủy diệt mình, và cũng không có muốn làm cho nhiều người bị chết chóc đổ nát.
để mà mình bước qua một cái thời đại gọi là cực kỳ sung sướng, vừa không có cái ác mà lại có Đức Phật xuất hiện. Đức Phật Di Lặc là một vị rất là được Thượng Đế và cha là Thượng Đế và tất cả hội đồng chư Phật chọn vào cái thời kỳ này để mà dìu dắt nhân loại sống ra một cái thời đại rất là cực kỳ thông minh, rồi tiếp xúc với những người ở ngoài không gian để mà đi du hành không gian, để con cháu của mình cho nước Việt sau này thành cường quốc. Hôm nay không phải là cường quốc, hôm nay là te tưa tê tả. Nhìn đi, nhìn nước Việt, những người giàu có bây giờ chuyển tiền đi hết khỏi nước Việt, những ông bầu bị tống hết, thì làm sao những ông thợ sống được, dân không có sống được. Để cho hôm nay những người mà còn ở vào cái thời đại này đó phải rất là phải hiểu, đó là một cách thật là tại sao Phật lại chọn nước Việt, có Phật ra đời sau này thành cường quốc lãnh đạo thế giới mà hôm nay lại là thấp nhất. Ukraine đó, nó còn hơn mình, hôm nay nó bị đánh nát hết, nhưng mà thế giới đang frozen, tức là đang đóng băng những cái tiền của Nga để mà đền bù nó một cái nước mới, và đồng thời nó còn xuất cảng mấy chục triệu tấn gạo thóc gì nữa, lương thực nó có đầy đủ, những dầu quả. Còn nước mình á, lương thực cũng không có nhiều, dầu quả cũng không có, rừng cũng không có, biển cũng không có. Ngày xưa thì mình cứ ỷ vào cái anh đại ca của mình ở trên đầu bảo vệ mình, sau đó mình cứ nghĩ có nghe bảo vệ, nhưng mà cuối cùng hôm nay không lẽ Mỹ đi bảo vệ nước Việt không? Có nước Việt rất là cô đơn, khi sắp sửa trong không bày bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra thì nạn đói nó sẽ, nước Việt sẽ tổn thất rất là lớn. Thì Kiệt đã nói những cái clip cũ, Kiệt nói sơ thôi, nói nhiều quá ở bển không có hiểu, nói Kiệt chù tại Kiệt để tan hai lần. Thì hôm nay á là cái clip này 144, chẳng lẽ Kiệt lên để tan nước Việt nữa, nhưng mà cũng gần vậy. Kiệt đã xin bữa giờ cũng mấy tháng không được, không được nha. Mình tự liệu, tại vì mấy đại ca cũng hơi lì với kéo tay với cha hoài, nhất định không thua, nhất định là phải thắng. Sẽ có nạn đói lan tràn khi chiến tranh bùng nổ. Khi vào cái thời kỳ Thượng Quân là mình nói theo kinh sách, còn mình nói theo về mặt đời thì về thời kỳ văn minh và nước Việt mình có cái tiềm năng gọi là khách hải ngoại á, để về tất cả chim hiền bay về. Khi chim hiền bay về á thì sẽ đem nền kinh tế lên rất là lẹ, không có chim hiền á là mình không xong, nước Việt không xong đó. Quý vị thấy á, hồi lúc mà xưa đó, là phố Bồ Sa phỏng vấn cách đây 3-4 năm á, chị cứ nói năm thứ này sẽ đem chiếc hài tennis gọi là những cái không đúng mà gọi là ở trên sẽ sắp xếp lại để mà làm tan đi tất cả những cái độc tài, những cái hung ác, những cái bất công. Và đồng thời hồi xưa thì cái trên trời cũng có một thời khi xuống thế gian, thì có xuống thế gian trên 5-7 nghìn năm rồi mấy vị nói, thì có nguyện thời trái đất này còn sự bất công thì Kiệt sẽ không thành Phật. Những người tu đạo Phật, những Phật tử rất là muốn thành Phật, nhưng mà Kiệt có lời nguyện đó. Thực tế hôm nay Kiệt vẫn còn lòng vòng như thế này, cho nên Kiệt ráng lên đây Kiệt nói một lần chót, vì kiếp này kiếp cuối cùng của Kiệt ở thế gian. Kiệt nên quý vị đọc kinh Địa Mẫu, trong đó mẹ có nói về Kiệt. Khi Đức Phật ra đời, tất cả những cái chế độ ác, những cái mà tham sân si sẽ không còn nữa. Con người sống rất là cực kỳ vào một cái thời đại văn minh và thông minh, cho nên chỉ có tình thương và đoàn kết để mà đưa trái đất này trở lại màu xanh. Không có cái chuyện mà đi lên Bắc Cực để mà phá băng tuyết để cho mình làm hôm nay khí hậu của vùng này 90 độ, và tất cả khí hậu khắp trên thế giới, ở bên Âu Châu, bên Anh đang lửa đốt, còn bên Mỹ hồi 2 năm trước cũng lửa cháy gần hết Cali, rồi lũ lụt. Mình nhìn lại
thiên tai địa chấn và năm thứ nè. Bây giờ quý vị có tin Kiệt chưa? Kiệt hỏi thật. Nếu tin thì Kiệt tiếp tục lên những cái clip nữa. Nếu không tin thì chắc Kiệt không lên. Mà Kiệt đã nói hết ý hết lời, chỉ cần Kiệt xuất hiện thôi để chứng minh sấm cơ là thật. Và đồng thời cũng khuyên nhủ quý vị để mà quay đầu về với tâm linh, về với cái hiền, để mà mình được tồn tại. Vì mình rất là khó, mình để mà qua được hai cái mùa Covid này, mình không phải là dễ. Và là nó sẽ còn tiếp tục những cái khó khăn khác nữa. Mỗi ngày mình có nhiều cái thử thách. Bây giờ mình qua đến phần thử thách về tài chính, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp cũng là một cái hạn đó. Ngày xưa ông bà mình không có phước bằng mình, cho nên cứ tưởng tượng tận thế là khủng khiếp, nát trái đất, bom nguyên tử nổ. Nhưng mà hôm nay Kiệt lên Kiệt nói để quý vị an lòng là cái tận thế nó rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần mình sống biết khiêm tốn và mình sống hiền hòa, làm việc tại nhà, tránh con Covid, và mình không còn đi nhảy đầm, ăn nhậu hay là la cà quán vỉa hè, sáng chỉnh chiều say tối la gai, và cà phê ngày báo ống cử nữa, bớt tốn tiền, ở nhà rửa chén lo giúp vợ con, có hiếu cha mẹ. Đó là trên muốn mình như vậy. Tức nghĩa là vừa đổi cái bom ung thư thành con Covid, và đồng thời cho mình bớt ra đường ăn quậy để tạo nghiệp, để cho mình ở nhà để tu tập, để mà ăn hiền ở lành. Đó là bề trên muốn mình như vậy. Và đồng thời cộng lại Kiệt lên đây để nhắc nhở quý vị nữa. Thì mà bằng nói bằng tiếng Việt nha, mấy người Mỹ nó không có phước, cho nên Kiệt không có nói bằng tiếng Anh được. Tại Kiệt nói tiếng Anh nó sẽ đụng chạm nhiều. Nhưng mà sau này Kiệt sẽ nói tiếng Anh cho những đứa nhỏ nó nghe. Sàng lọc một cách rất là tinh vi. Mấy đại ca thì hôm nay chỉ có thượng thiên để mà mình tồn tại được. Cái gì có thấy á, trong năm cái thứ này, mỗi một ngày á, những cái nước gọi là độc tài, những cái nước gọi là chủ nghĩa của Lenin, Karl Marx, sẽ nó cũng giống như là bốn cái núi đá, bốn bức tường đá núi, mỗi ngày thu lại, ép lại. Và càng ngày bốn cái núi đá nó càng gần, để cho tất cả những nước mà độc tài hay là chủ nghĩa mà không đúng á, mình dùng Karl Marx Lenin á, sẽ đi vào trong quá khứ và mãi mãi luôn. Thì quý vị thấy có giống không? Thì gọi là bốn bức tường ép lại. Sẽ không còn bao lâu. Từ đây cho tới đó, chắc Kiệt ra thêm clip nữa là tới. Những lãnh đạo từ đầu gần mấy năm nay, Kiệt lên Kiệt khuyên là nên thượng thiên, đừng có kéo tay với ông trời, với thượng đế. Mà không biết mấy vị có hiểu Kiệt nói tiếng Việt không? Kiệt cần phải nói tiếng Anh để quý vị hiểu. Thì nếu người nào không hiểu thì hôm nay cũng bị thảy vô lò lửa đốt hết, thành củi đốt hết. Đó, thì nhìn đi, càng ngày nước Việt càng có nhiều là trong những thứ này nè, năm thứ. Bây giờ ở bên Trung Quốc thì dân nổi loạn là tự vì không có tiền, cũng sắp phá sản. Khắp cả thế giới này hôm nay đi vào đến đường hôm nay là cũng do chính chúng ta không có đoàn kết. Mình cứ nghĩ mình chế vũ khí mạnh, mình cứ nghĩ mình mưu mô tính toán giỏi thì mình thắng. Nhưng mà thật sự mưu mô tính toán đâu có bằng ở trên tính. Mình chỉ là một con cờ thôi. Tất cả các lãnh tụ trên thế giới so với các vị bề trên á, là giống như con cờ đây ở trên, là đi lên chót, lên xe, lên pháo, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình không hiểu, mà mình cứ nghĩ là mình có thể thay đổi được, muốn chiến thắng ông trời. Không có bao giờ cái chuyện đó. Và đồng thời tại sao nước Việt lại được Phật Thánh Tiên hạ phàm rất là đông? Kiệt là trong một trong mấy nghìn người
hạ phàm xuống nước Việt của thời kỳ này. Để mà gọi là giống như một cách chuyển đổi mà không có một giọt máu, gọi là bất chiến tự nhân hành, nghĩa là Sư Sấm Chặn Trình có nói bất chiến tự nhân hành, nghĩa là nước mình không phải giống như thời 75 khi thay đổi cái là bắt người ta vô tù này nọ, thay đổi đời này không có chuyện đó. Ở trên dạy á, có người không có quyền xử nhau là vì có bề trên và có tất cả các chuyện vô vi. Khi không ai sống quá 100 năm thì người nào làm tội hay là phước thì lúc đó họ sẽ đều có cái nghiệp báo của họ. Trong tương lai nước Việt thay đổi rất là cực kỳ màu nhiệm, nhưng mà không có đổ giọt máu, không có trả thù, trả oán. Đó là các chư Phật thường nói như vậy, lấy ân báo oán để mà đưa đất nước lên phát triển cho nó kịp với thế giới lẹ. Thế còn trả thù trả oán như kiểu này hoài á, biết chừng nào. Hôm nay mình còn đi làm ô sinh khắp thế giới, còn đi qua bên Nhật, bên Nam Hàn, rồi Âu Châu, và bữa đâu lo bển còn ăn cướp ăn trộm của người ta nữa. Việt Nam á giờ nhìn giống như thợ săn vậy đó, săn trong rừng hết thú rồi bắt chó ra làm thịt luôn, kiểu vậy á. Thấy thời thế hôm nay rất là quải. Con người sống không có, mình không có còn gọi là đạo nghĩa nữa. Trong tương lai Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở Việt Nam, tất cả những cái đó sẽ không còn nữa. Con người mình sống rất là hiền hòa và rất là có lễ nghĩa chí tính đàng hoàng. Mình nhìn thấy cái thời mạt pháp này, cả thánh chiến từ ở bên Trung Đông, nhờ những cái tội mà khủng bố, rồi Bin Laden, Al Qaeda, rồi bên Palestine đấu với bên Do Thái, cứ chiến tranh triền miên mà giành gì, họ không biết họ đánh cái gì nữa. Sau này tất cả những cái khủng khiếp nó sẽ không còn, cái thế giới sẽ không còn nghe tiếng súng. Ngày September 11 năm nào ta, năm September 11 năm cái World Trade Center, nhưng năm 2011 đó, thời đại khái tự nhiên cái đâm hai chiếc máy bay vô để sập hai tòa nhà của người ta, rồi nói về trên trời á, Allah tức là nói cha đó, tại vì đạo Hồi giáo cũng thờ cha nhà Allah, nó cha thử, cái đó là quỷ nó mang danh để mà nó 2001 sorry September 11 2001 thì chỉ là mượn danh không, cha không bao giờ kêu xuống giết người, rồi hôm nay được thưởng, không có vụ đó. Ở như thế gian mình cũng vậy, những cái chủ thuyết mà gọi là không đúng á, lúc nào họ cũng nói rất là hay, nhưng mà thực tế không có. Để mình đọc mấy bài thơ để mà quý vị cứ ai mà giỏi chữ nghĩa đó cứ chiêm nghiệm mấy cái bài thơ này của ở bờ trên, mấy chư vị cho mấy bài thơ này cách đây cũng mấy chục năm. Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ma thu nói tiếp tan đời lũ hung, trời Âu quỷ đỏ cáo chung. Đó là nói gì nghe sơ, trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Tức là phía nước Việt á, là trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao, hết thời vang bóng núp vào đảng kiên. Phen này những kẻ mê si bừng cơn tỉnh dậy, tàn đi thế cờ. Tức là những người mà 2 năm nay không hiểu chuyện nói là gì, chuyện nói bằng tiếng Việt nè. Thế lúc đầu tiếng Việt thì không có rành, hôm nay nhờ lên mạng 2 năm nay tiếng Việt cũng rành, với tập karaoke mấy tháng nay cũng rành tiếng Việt chút, chứ hồi xưa thì không có giỏi mấy, thì cũng dư sức hiểu đúng không. Phen này những kẻ
Messi, Messi là mê danh, là mê mê chức vụ, là mê tiền, là mê gái, là đó, là fan này những kẻ Messi bừng cơn tỉnh dậy, tàn đi thế cờ. Mai đây nó lại dần thơ, nhấp cho cạn chén, cạn lời quỳnh tương, thành tâm đốt lại nén hương, thánh thần chứng giám muôn đường còn ta. Mai đây chạy hội trà hoa, mai đây chạy hội trà hoa nghĩa là giống như hội Long Hoa vậy, nhưng mà mình ở ngoài, những người không phải là trong đạo Cao Đài hay Hoàng Hảo hay miền Tây hay miền Nam đó, không có hiểu. Mình nói như đại hội anh hùng của thế giới, những nhân tài về nước Việt xin việc làm, apply job, chức này chức kia. Thí dụ như cái thằng mà nó học xong đại học đây á, cái chức giỏm nhất của nó, cho nó làm ông xã trưởng đi thì cũng là ngon hơn. Hoặc là một ông công an trong Sài Gòn sau này á, một thằng vừa học trung học đi cũng đại khái là cũng làm đi cái xã hội bớt đi có sự. Hôm nay nhìn thấy YouTube toàn thấy dân đánh công an quá trời, biết sao kỳ á, ngược. Ở Mỹ này có dám đụng cái là cộng liền á. Ở Việt Nam thấy có cái YouTube năm ông công an bị thằng kia rượt chạy vòng vòng mà cứ dí dí vậy, giống như dí gà mà mở cái chạy nó rượt cái mấy ông công an chạy, nhìn thấy cũng quê luôn á. Năm người bắt không được người. Mai đây chạy hội trà hoa, độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Đó, đó là anh hùng thế giới gom về để độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Mai đây hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió, đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui. Xuân nghĩa là thường mấy vị nói á, chiến tranh thường nó sẽ xảy ra mùa thu, rồi tới mùa xuân là mùa xuân di lạc. Thì là đây nè, bữa nay là cuối mùa hè rồi phải không? Sắp cuối mùa hè. Bữa nay ngày 22 tháng 7 là sắp qua mùa hè, xuân, hạ, thu, đó thu. Thu là có đảng Cộng Hòa cũng vừa lên, đảng Cộng Hòa lên là xong luôn. Finalize với Trung Cộng luôn, có nghĩa là thiên hạ thủ di cường luôn đó. Cho nên mình còn có mấy tháng nữa, ráng nghe quý vị. Bữa giờ mình tự khổ cũng mấy năm rồi thì cũng gán luôn á, ngồi ở bên Mỹ mà nằm trên cái võng mà cứ nhớ sư phụ, nhớ đức thầy, chờ đức thầy xuất hiện. Đức thầy không xuất hiện cái nước Việt của mình á, nó cứ chết không chết, sống không sống, xìu xìu ở nển vậy đó. Ở bển cũng gán khắn cho sư phụ xuất hiện á, thì cũng khắn. Mai đây đó lại xuân vui, các thuyền diễn xứ nổi trôi tìm về. Nghĩa là mấy vị lúc nào cũng nói khắp thế giới 6 triệu người Việt đi tị nạn khắp thế giới từ trước 75 và cho tới thời hôm nay. Con cháu cha luôn cũng tính chung luôn là 6 triệu là tất cả là tìm về, là các thuyền viễn xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, tức là những cái mà hôm nay mình lên là giống như vừa mới xử ngày hôm qua của thầy Nhật Từ với ông Bồng Lai vậy đó, là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật không có diệt ai hết. Mà hôm nay có gì thấy không, những gì trong kinh thơ và sấm cơ mấy vị nói không bao giờ sai. Thời đại này ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, rồi lúc đó Phật mới xuất hiện, chứ Phật đâu có diệt ai để tạo nghiệp đâu. Mai đây rượu sạch u mê, hết kỳ pháp nạn gia thê trùng phùng. Nghĩa là lúc đó Việt Nam mình á, là cái nghiệp mình trả hết nghiệp rồi, thì lúc đó bắt đầu nước của mình từ đó nó mới đi lên, đi lên một cách rất là cực kỳ lẹ. Tại vì lúc đó là nước Việt á, những cái người trong lãnh đạo mới á, người ta còn là những Phật Thánh Tiên không à. Cho nên không có cái chuyện mà lường gạt ai, hay là ai có thể lường gạt họ được. Đó là trong tương lai gì, Phật Thánh Tiên sẽ điều khiển cả nước Việt. Nói kìa, sách giỏ cho sư phụ thôi nghe quý vị. Sách giỏ cho Phật Di Lạc tương lai thôi. Đứng gần Phật Di Lạc nó cũng hưởng sáng một chút.
Hết kỳ pháp nạn gia thơi trùng hùng, giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn trăm lòng nở hoa. Tòa sen tỏa ánh Phật mà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì. Nghĩa là sau này nước Việt toàn là Phật thánh tiên không, người nào cũng có thần thông hết. Thần thông nghĩa là cái gì? Kỳ cũng có, nhưng mà những người có rất là hiếm, khoảng chừng mấy nghìn người mới có một người, mà tùy theo loại thần thông. Nó thì giống như Kiệt thường nói, Kiệt có 7 dòng hầu an ngay đến gần nó Kiệt trị bệnh được á, và đồng thời Kiệt có 4 ông rồng, không phải là 4, nhiều lắm, bảo hộ cho Kiệt, và 18 vị A La Hán. Chứ nếu không á, Hàm đâu có lên đây ngồi chót chót được, chú vị mấy vị mà không gia hộ á, mình không sống nổi với cái thế gian này đâu, ghê lắm. Tòa sen tỏa ánh Phật bà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì. Chim hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần. Nghĩa là tất cả những người sau này dầu cho không biết đạo, khi Phật Di Lặc xuất hiện đó, thì cũng sẽ biết. Nhớ hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần, nhân tài xuất hiện khắp cùng. Là cả kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, tất cả gom về nước Việt hết. Lúc đó mình chế một cái loại spaceship, không? Như là chiếc đĩa bay vậy đó, bay không gian. Thì lúc đó máy bay F-35 rồi mấy của Mỹ đồ là thua mình xa. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng vui chung nước nhà. Này có Minh Quân nữa ha. Minh Quân tỏ rạng vô chung nước nhà. Minh Quân á, bây giờ nhiều quá, mình cũng không biết ai là Minh Quân để mà mình quỳ mình lại nữa. Ở miền Nam có Ly thì có ông Trần Quang Đại, ông xưng ông là Minh Quân. Rồi ở bên Việt Nam thì có khoảng 5-10 người theo kiểu biết vậy, nhiều lắm. Cho nên ai giả ai thiệt mình cũng không biết. Nhưng mà phải có một ông Minh Quân tỏ rạng vô chung nước nhà. Thiên cơ khó lậu quá xa, dựng tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Đó là một lời của một vị rất là cao ở trên trời, viết cho Kiệt khoảng năm cách đây gần 40 năm. Đọc tiếp, đọc 3 bài thôi. Bài nào nó có ý nghĩa mà sắp sửa xảy ra đó, thì Kiệt lo mang ra Kiệt đọc. Gẫm suy cặn kẻ tin tường, mới hay cớ sự mới lường thật hư. Lần tai mở lại trang thư, lời vàng tiếng ngọc chẳng dư chẳng thừa. Thời giờ như thể thôi đưa, tức là từ đây đó nó còn có không bao xa, từ đây tới cuối năm quý vị gắng chuẩn bị gạo, nước, xăng, tiền thì Việt Nam thành tiền giấy mình không tính nha, vàng hay đô la nha. Nạn đói sẽ tới khi mà một trái hoa tiễn của Trung Cộng nó nẻ vô Hà Nội đó, hoặc nó nẻ vô Sài Gòn, ở miền Nam nó nẻ qua mình nữa, thì chuẩn bị tiền, gạo, xăng, nhớt, thuốc men đó. Gẫm suy cặn kẽ tin tường, mới hay cớ sự mới lường thực hư. Lần tay mở lại trang thư, lời vàng tiếng ngọc chẳng dư chẳng thừa. Thời giờ như thể thôi đưa, năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông. Câu này cũng hay nè, nghe năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông. Kiệt vừa đọc thì Kiệt đón theo ý Kiệt, nhưng mà mấy vị mà giỏi chữ nghĩa đó thì thơ này là của những vị thần thánh mà, thì mình cùng nhau để mình giải. Thì Kiệt nói theo ý Kiệt, nhưng mà mấy vị giỏi chữ nghĩa hơn Kiệt thì sẽ giải hay hơn Kiệt. Câu này Kiệt đoán gì nè nghe. Năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông, nghĩa là cái bông hồng có cái bài hồng tàn giữa mùa xuân đó, là khi mà hoa hồng khô và héo và rụng, thì cái bài này á là nó rụng là cũng vừa ngay cái mùa đông. Thì bây giờ chắc qua cái mùa xuân là tới mùa đông. Là năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông, có gì mà tính chẳng thông. Một quan là 60 đồng chỉnh ghê, giang tay hái một cành lê.
Du xuân phó hội lời thời đinh ninh. Du xuân nè, du xuân phó hội nghĩa là khi mùa đông thì hoa hồng rụng, thì đến mùa xuân là vui xuân, xuân di lạc. Chắc Tết năm 2023 đó. Tiền đâu chỉ một đồng trinh, mua trâu xin lễ hai kinh dương bằng. Tràng An bản hổ tên rằng, Hường Trang nhan tự tục văn hoang huyền. Cái này hơi khó, thì không có biết dịch mấy cái câu này. Hoa Quỳnh ngã ngọn Tây Hiên. Hoa Quỳnh là gì ta? Ngã ngọn Tây Hiên. Hướng đông trước ngõ láng giềng có chi, duyên nay gặp gỡ bất kỳ, cờ cao tính nước pháo thì văn ngang. Đấy không? Tất cả các lãnh đạo như là con cờ thôi, mà cứ kéo tay cha có ngày. Trưởng môn ngô giả họ quan, không có mình thân này ta. Cờ cao tính nước pháo thì văn ngang, trưởng môn ngô giả họ quan. Nói là cái út của ông Long Dương ha. Chế thôi chỉ một dáng cờ, đỏ thua xanh thắng ai ngờ thiệt hơn. Qua kia hai sắc giang sơn, vào xuân réo rắt tiếng cờ lân bang. Nàng xưng trổ gót sim lan, cũng là mùa xuân vui. Lầu xuân sẵn đúc nhà vàng cho ai, niềm xưng góp nhạc dông dài. Lời xưa ghi lại một bài mua vui, cũng là xuân vui đúng không? Tức là xuân này nè. Hồn bay khép nẻo ngược xuôi, trà hoa hương khói sao nguôi được lòng. Mênh mông một dải non sông, năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn. Cái này khó dịch quá. Năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn là cái gì không biết. Sơn Trung vốn hiệu Tràng Tôn. Sơn Trung vốn hiệu Tràng Tôn cũng không hiểu luôn. Ải Quan là cửa nhập môn khó gì. À cái này tức là Ải Nam Quan đó. Đây mấy vị là những vị thần thánh hồn thiên trong núi trên trời. Thì mấy vị nói chuyện thời xưa mình thời nay khó hiểu, nhưng mà mình đọc ngoài kia hiểu được thì cứ tự giải nha. Nhưng mà kiệt biết Việt Nam có Ải Nam Quan đó. Ải Quan là cửa nhập môn khó gì. Kìa ai dội dã ra đi, quê hương một cõi nhớ ghi trong lòng. Có nghĩa là câu cuối, tức là cuối cùng là quê hương là chùm khế ngọt, thì 6 triệu người sẽ đi về để mà ăn khế ngọt. Ok, thêm bài nữa. Đó thì cái bài đó mấy vị cũng nói là mùa đông, mùa thu, mùa xuân. Thì giờ mình qua mùa hè nè, sắp sửa qua mùa thu, mùa đông. Thì ở bển chuẩn bị củi lửa tắt đèn. Kiệt là người giống như trong phim canh một chuẩn bị gà gáy là làm gì tới canh 2, canh 3, canh 4, giờ tới gần tới canh 5. Thầy Kiệt nói sáng rồi đó nghe, sắp sửa. Đó là mục đích của Kiệt là vậy, người truyền tin là vậy thôi. Chứ người truyền tin á, cũng như quý vị, cũng như mọi người, cũng mang sắc phàm, cũng lăn lộn trong cuộc đời rất là khổ. Khổ cùng cực, khổ hơn tất cả những người cùng lứa tuổi. Kiệt biết mà Kiệt khổ dữ lắm. Nhưng mà Kiệt không có than ở đây, cái khổ của Kiệt sau này mình mới hiểu. Khi những người mà có sứ mệnh á, thì ở trên phải thử. Mình vượt qua rồi thì mình mới được phong trở lại và được tiếp tục làm việc. Cho nên trong bài Kính Thiên số 2 á, thì Kiệt nhất định kiếp này phải lùa cho hết tất cả nhân loại trở về trời. Xót một người thì cũng đau lòng lắm, dầu cho người đó ghét Kiệt cỡ nào, ác với Kiệt cỡ nào. Chứ huống hồ chi mấy em mà dư lượng duyên mà ăn tiền lên đây chửi Kiệt là mấy đứa đó Kiệt càng thương nhiều nữa. Cho nên Kiệt là từ bi, không có kẻ thù mối gì. Mối hàng, hàng cộng sản, hàng quốc gia, hàng miền Bắc, hàng người miền Nam, hàng hải ngoại, hàng quốc nội, hàng đủ hết. Tất cả phe phái ở Mỹ này Kiệt chơi hết.
thổ tả hay là cực tả hay là tay phải tay trái phe nào cộng hòa dân chủ gì thì cũng thân hết, cũng chơi hết. Thì Kiệt là cái mối hàng, quý vị muốn kêu tên Kiệt là Câm Điếc Đuôi cũng được. Hồi xưa Kiệt là có biệt danh đó, hôm nay Kiệt đổi là biệt danh là mối hàng. Kiệt sẽ hàng tất cả, tại vì mình biết được là ở ngoài bên kia mình có một gia đình, có một cái thế giới rất là cực kỳ tinh vi và sung sướng, nó không phải như thế giới này. Mỗi ngày mình phải nhức đầu với những cái này, những cái kia, núi bị đóng cửa, núi Thiên Long Sơn, làm gì tội lỗi với ai. Kiệt là có 6 chỗ không, không danh, không lợi, không nghi quỷ, không phe phái, không liên hệ bất kỳ chính trị nào, cũng không làm phiền ai. Bỏ 20 triệu làm cho cộng đồng, tiền là tiền máu huyết, tiền là để trong saving để về hưu, để trong băng để về hưu. Kiệt tặng cộng đồng, cũng không có xin ai đồng nào. Vậy mà bị cái nhóm chi bộ và những cái gọi là mấy ông ở đây nè, mấy ông gọi là ở Mỹ nhưng mà làm việc ở cho Hà Nội á, gọi là chi bộ, phá để đóng cái cửa, tốn tiền luật sư cũng khẳng. Nhưng đó là Cali, tại vì thổ tả nó không có hiểu. Hôm nay ở trên cho Kiệt mua một miếng đất ở Houston, dân Houston có phước được chư Phật chấm chỗ đó. Kiệt mua là những gì Kiệt làm, nên nhớ quý vị là đều có sự đồng ý của bề trên. Mấy vị trên cho mua Kiệt mới mua được. Thì cỡ khoảng vài tháng nữa Kiệt sẽ qua bên bển, cỡ một tháng nữa sẽ làm cái lễ động gì á, động thổ để bắt đầu xây dựng. Giờ đọc thơ tiếp, khoe cái gì tốn tiền cái gì đâu khoe. Tiền thật sự là cũng đáng, là vì bên đó đó xây gì cũng dễ dãi, nó không có khó như bên này. Nhưng mà Thiên Long Sơn cũng tiếp tục, Thiên Long Sơn Cali á, còn kia cũng là Thiên Long Sơn, Thiên Long Sơn Houston, Thiên Long Sơn Cali vẫn tiếp tục tranh đấu tới cùng, còn hơi thở là còn quyết chiến tới cùng. Quyết chiến thời, quyết chiến. Cái đọc bài kế tiếp, để đọc hết thơ rồi chúng chuyện mới đọc comment quý vị nha. Thương người ở nhận chờ mong, nghĩa là những bác hát ô, những người mà hiện giờ á cứ mong cho nước Việt dễ dãi để mà đi về á, thì mấy vị viết là thương người ẩn nhẫn chờ mong, con thuyền xa bến vời trong tuyệt vời, thuyền đi muôn vàng trùng khơi, để mùa trăng sáng xuân thời thập niên, tinh xuân cánh nhạn ngoại biên, gửi người năm cũ chim hiền quê hương. Chim hiền là Việt Kiều. Vần dương in bóng bên đường, Long Hoa mở hội trong vườn Nam Châu. Tức là cái hội Long Hoa sẽ mở ở miền Tây nước Việt, miền Nam nước Việt. Long Hoa mở hội trong vườn Nam Châu, xanh xanh non nước một màu, chuột vang tiếng gọi mừng trâu nhập bầy. Cọp kia mới thật là hay, rừng thiên ngự trị ấy ngày viên an. Trời xuân mở cánh mai vàng, núi sông sông núi gian sang một nhà. Trải bao năm tháng phôi pha, ngày nay liên hợp Trung Hòa lập hưng. Trắng xanh xanh trắng tưng bừng, ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê. Ác tinh là mấy cái ngôi sao á, rơi rụng ngập rừng xích lê, tức là ai mang ngôi sao đó là rụng hết. Ngôi sao của Trung Cộng nè, rồi những cái gọi là ác tinh rơi rụng ngập rừng xích lê, ý là mấy vị nói cái đó đó. Thương người chọn nghĩa chọn thề, duyên xưa nói lại tình quê kết tình. Nó là những người hải ngoại sẽ đi về gặp lại những người thân thương, mà có những người đi tới giờ 40-50 năm chưa có về nha quý vị. Đó là bây giờ ở trên nói cái bài thơ này vậy. Duyên xưa nói lại tình quê kết tình, thương ai giữ dạng rương chinh, gian lao nào quản điêu linh chẳng màng, chờ xem vũ nhạc son sang,
ngũ âm trội khúc ông hoàng si bai. Đến nay nước phải là ngày, tiếng là nước Việt đó, là bắt đầu thay đổi mới. Đến nay nước phải là ngày, châu về hợp phố chúc mai tới hồi. Châu nha duyên cũ đền bồi, nghiệp ngoan nay đã qua rồi ba thu. Đêm thu gió thoảng vi vu, gương nghe khuất bóng mịt mù canh khuya. Hổ mang nước mắt đầm đìa, hổ mang nước mắt đầm đìa, vẽ ăn rắn mà biết khóc ta. Thương cho xích quỷ mũ liêu chẳng còn. Cái này chắc ai mà chức vụ cao á, mũ liêu nó. Thương cho xích quỷ mũ liêu chẳng còn, trống rung ải bắt đầu non. Trống rung ải bắt đầu non, kìa xem ánh lửa cam toàn linh thiên. Tứ tam niên đại chinh yên, nhìn lòng nhẫn nhục chim hiền nhớ chăng. Đừng nôn, đừng nóng, lăn xăng, mới toàn sứ mạng, chức năng đạo đời. Cái này, câu này chắc quý vị nói chuyện, đừng nôn, đừng nóng, lăn xăng. Nên gần mười mấy năm nay biết mình có sứ mệnh mà im, im như là rùa rút đầu vậy, bị tan hiếp quá trời. Thì hai năm nay mới gì cho ra nói, kiệt lên hay kiệt nói. Chứ thiên cơ kiệt biết lâu rồi, thấy gì cũng trúng hết. 40 năm luôn rồi đó, 40 mấy năm rồi đó. Đừng nôn, đừng nóng, lăng xăng, mới toàn sứ mạng, chức năng đạo đời. Từ nay chớ lấy mà chơi, đời phòng đủ phỉ, đất trời không dung. Chờ cho hoa nở tay côn. Cái câu này ngoài kia không biết ai dịch được không ta. Hoa nở tay côn là ở đâu ha? Chờ cho hoa nở tay côn. Hoa nở nghĩa là, hoa nở là mình biết rồi đó, thì là trăm họ vui chung an hòa. Chờ cho hoa nở tay côn thì là trăm họ vui chung an hòa. Hết đời lan xối đi hoa, thì bây giờ quý vị thấy hết đời lan xối đi hoa. Mình mấy câu này nói ai là mình cũng biết rồi đó. Hết đời lan xối đi hoa, đất lành chim đậu phong ba qua rồi. Cái là nước Việt á, là sẽ là đất của tương lai của thế giới, là đất lành chim đậu, là khắp 6 triệu người đi về nước Việt. Thì câu này quý vị ở trên mấy vị nói vậy á, đất lành chim đậu phong ba qua rồi. Nửa đêm hổ bủ giao bôi, hổ sorry, nửa đêm hổ tủ giao bôi, tủ là chắc uống rượu ha. Bình minh trang điểm ba ngôi trên trời. Thêm khúc này nữa. Đông Hải Sơn Trung nhập Hải Quan, trời Đông Hải khơi màu cuộc chiến. Đất Trung Sơn tính chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư. Ấy thuyền thiên quốc chuyển từ thế công, nhớ khi xưa cũng thuyền mát đốc. Phía cờ qua đến chọc giặc ma, bao năm nát cửa tan nhà. Trời Nam khói lửa can qua chiến trường, ngày nay vẫn theo đòi gương trước, ngày nay vẫn theo đòi gương trước. Thuyền Trung Sơn nay thuộc biển Đông, thương thay cho lũ măng đồng. Tính khôn tính dại khó mong thoát nàng, tính khôn tính dại khó mong thoát nàng. Ok, lỡ đọc thêm bài nữa. Tại bài này ngắm rồng của một quý fan ở ngoài đó. Thì đọc cái bài này không biết gì là tên gì ta. Ngắm rồng bay lượn khắp trời mây, ngắm rồng gió tan mây thấy hình rồng. Ngắm rồng bay lồng lộng gió núi thiên, ngắm rồng đủ duyên ta hội ngộ. Ngắm rồng mấy độ sắp vào thu, ngắm rồng bay mây mù tan biến. Ngắm rồng bay như hội yến diêu trì, ngắm rồng bay thì trì niệm Nam Mô. Ngắm rồng bay trong hư vô nhiệm màu, ngắm rồng chầu phụng múa trên mây. Ngắm rồng bay đây
thiên ngắm rồng bay đây thiên long sơn núi, ngắm rồng bay về núi thiên long sơn thiền, ngắm rồng trần miền lên núi thiên long sơn. Trời. Ngắm rồng nguồn sơn người tỏ bài, ngắm rồng bay hoài ngày mong đợi, ngắm rồng bay đợi hội trùng phùng, ngắm rồng bay trùng phùng ngày hội tụ, ngắm rồng bay ngụ ý đạo thiên tâm, ngắm rồng bay âm thầm thấy nhớ, ngắm rồng bay nhớ phúc thuở ban đầu, ngắm rồng bay về chầu Minh Chúa, ngắm rồng bay nước Việt có vua hiền, ngắm rồng bay trần miền nhớ cố hương, ngắm rồng bay hoài thương vương dấn, ngắm rồng bay hoài lắng tiếng lọc, ngắm rồng bay màu hồng hoa tim tím, ngắm rồng bay màu tím trong tình, ngắm rồng bay một mình rơi nước mắt, ngắm rồng bay rồi mất hiện thân, ngắm rồng bay đàn dân bay về núi, ngắm rồng bay về núi ngự liên đài, ngắm rồng bay đường dài ôi quá xa, ngắm rồng bay ngày qua thương nhớ thành. Trời ơi, dài quá vậy, còn chừng mười mấy câu nữa. Ngắm rồng bay ngày tầm nhớ đêm mong, ngắm rồng bay làm xong chưa nhiệm vụ, ngắm rồng bay ngụ đỉnh núi đồi ngồi, ngắm rồng dịu vợ đợi hoài thu, ngắm rồng đồng tu tình đồng đạo, ngắm rồng bay dạo đạo đồng vui, ngắm rồng ai ơi lòng mong mỏi rồng, ngắm rồng mạnh dội hỏi thăm người tài, ngắm rồng đêm ngày mài mực viết, ngắm rồng bay tiếc nhớ ngày qua, ngắm rồng bay xa về nơi núi, ngắm rồng về núi suối nguồn thơ, ngắm rồng bay lơ lơ lửng lửng, ngắm rồng bay chuẩn bị hội ngộ kỳ, ngắm rồng bay nay thì xin nhắn gửi, ngắm rồng bay gửi bạn tri âm, ngắm rồng bay tình tri kỷ phỉ lòng, ngắm rồng bay lòng xin gửi tặng đó lời, ngắm rồng mời tri kỷ nhớ ta chăng, ngắm rồng bay buồn nhớ nhớ quê hương. Ai đọc đọc cái bài này không có dần không có hay. Ok rồi, để Kiệt đọc mà một phút đọc mấy cái comment quý vị. Năm thứ thứ nhất là kinh tế, thì hôm nay quý vị thấy kinh tế là hình như ở khắp thế giới ai cũng bị nạn kinh tế khủng hoảng. Nạn đói thì mình đã thấy có đói rồi đó. Thiên tai thì từ Úc, châu Âu, châu Mỹ, quốc gia nào cũng có bị thiên tai hết của thời tận thế này. Bệnh dịch là Covid, chiến tranh. Chiến tranh là mình đã thấy Ukraine với Nga rồi đó, nhưng mà nó chỉ là một phần chiến tranh. Cái mà sắp sửa ra nữa kìa, từ đây tới cuối năm Đảng Cộng Hòa lên thì mọi chuyện sẽ thay đổi hết. Mai Xeo Nguyễn hôm nay thấy chú ốm đi, ốm hả? Ốm. Rồi bữa bị cái chân, bữa nay đi được rồi không có gì. Bữa nay là đi đến bình thường. Mấy người bác sĩ tập, tại bữa đá banh á, thế là bị gãy cái chân, cho nên nằm cũng mấy tháng. Thì cũng đau quá, cũng không có lên trên đây cái clip 143, đau quá chịu không có nổi. Bữa nay cũng hết rồi. Chắc ở trên nó cho mình chuẩn bị lại hết chân cẳng để chuẩn bị đi lội bộ khắp nước Việt, đi kiếm sư phụ. Tiết hạnh đoàn thị ông Shinzo Abe có về với cha không chú? Xin với tướng tử với thần. Ở nước Nhật là thờ thần, ổng là một vị chắc cũng về, nhưng mà ở tầng thấp. Nhưng mà ổng sẽ là một cái ngồi giống như đổ xăng vô lửa để cho Nhật nó quýnh Trung Cộng vô lẹ nữa, tại nó còn ghét nữa. Người Nhật người ta có tinh thần lắm. Đó là những cái mà đó là cho cái cơ vận đi mau một chút á, nó vậy đó.
Thiên tâm tranh Chúa ơi, những công nhân làm phòng trọ sao? Phòng trọ thì cứ chuẩn bị có bao nhiêu tiền mua lương thực thì cứ chuẩn bị. Thiên Mai Như Thệ nói sao ông cụ thủ tướng Nhật bị ám sát vậy anh? Thì mới giờ nói đó, thì cơ bản mà. Thì lâu lâu á mà bề trên cho một cái chuyện như vậy để mà để cho nó nước Nhật á, nó ấy lên chút, ghét Trung Cộng thêm. Đức thầy đang ở đâu vậy chú? Nếu chú biết chú đâu đi tì thì đâu đâu biết nghi hộ đâu đâu, nhưng mà chưa xuất hiện, tại chưa chiến tranh á, nghi hộ chưa xuất hiện đâu, phải có chiến tranh thứ ba nhảy ra xảy ra phụ mới xuất hiện. Này là Hồng Thiên sông núi nước Việt. Có cái bản đồ Việt Nam á, quý vị thấy không? Thấy bản đồ Việt Nam không? Nếu mà mình che lá cờ thì mấy ổng nói mình kỳ thị lá cờ, không mình để nhảy lá cờ một chút, bản thân nó tự nhiên có lá cờ. Ngay cái lăng của Bác Hồ giống như cái đồ chụp gà vậy đó, mình nuôi gà nồi rồi mình đi đá phong thủy mà chụp lại để tránh cản trở phong thủy cho nó gì không có tiến bộ nổi là cái chụp gà này. Thì lúc mà kìa hỏi cái hình bản đồ nước Việt mà bằng mây nè, thì trên mới cho được biết à, thì Hồng Thiên sông núi nói là mấy vị lúc nào cũng quan tâm tới mình từ bao nhiêu nghìn năm. Cái nước Việt của mình nó lớn lắm, nó nằm ở bên bờ bên sông Hoàng Hà ở bên kia, hầu như là 50-60% lãnh thổ của nước Tàu là nước Việt. Thì mình cứ bị người Tàu ăn hiếp, cứ đánh chạy dài dài xuống tới ngày hôm nay, còn ở chút xíu ở đây thôi mà nó cũng không tha. Thiên Diệu Hiền nói người Việt đại phước có anh Kiệt ở, anh biết nói tiếng Việt, còn có anh nói tiếng Mỹ thì ai hỏi tiếng Mỹ anh sẽ nói tiếng Mỹ. Thiên Tâm Thanh Bạc nói chú Kiệt ơi, hình tướng chư thiên như thế nào, màu tóc con sao? Thì chư thiên cũng vậy, nhưng mà chư thiên không có già, chư thiên đẹp hơn mình. Cái người mà đẹp nhất của thế gian đó, hoa hậu gì ta, hoa hậu nào đẹp nhất ở Việt Nam gì hiện giờ, cũng không bằng người xấu nhất ở trên trời nữa, mình cứ tính vậy. Ngẫm mà nói dân giàu Việt Nam chỗ qua Mỹ quá trời. Ở Mỹ này nó giàu là vì những nhà tỷ phú của Mỹ, họ để tiền trong nước Mỹ. Thì một người giàu nuôi cả, nó có nhiều cơ xưởng thì nuôi cả triệu người nghèo. Nhưng ở bên Việt Nam bao nhiêu người làm có nhiêu tiền á, bưng vốn về đi qua Mỹ hết. Cho nên cuối cùng á là cả 90%, 90 triệu người vẫn là đói khổ nghèo là cứ như vậy. Cái tài sản nó không có giữ lại trong nước, nó cứ ta đi ra ngoài không, giống như cái túi của, giống như người mình có cái túi mà túi nó bị lủng vậy đó. Ở bển á giống như vậy, mình nói mình nói này chính trị không công đụng chạm người ta. Một số người đầu tư đại gia và một số người bán, người là bán chức quyền, họ không có đầu tư nhưng mà họ bán chức quyền để cho những số người đầu tư ở ngoài. Thì hai cái thành phần này sẽ giàu mà rất là nhiều nha, nó hàng triệu người á, mà họ không muốn sự thay đổi, tại thay đổi họ không có làm ăn được. Nhưng mà khi cái nước Việt những cái năm thời xưa á, cái bên 5-7 năm còn có này có kia, có đất đồ dành được, nãy giờ đất cũng đâu có dành được. Giờ á chỉ Di Mạch là lẻ nhất mà họ không có biết làm mấy cái này thì làm sao mà giàu được. Còn đất ở Việt Nam cứ xây khách sạn, xây nhà hàng, cứ hai cái nghề đó làm hoài không có tiến bộ được. Làm gì làm, Hồng Thiên sông núi lúc nào cũng bảo quản cho nước Việt, quý vị nên nhớ vậy, cứ yên tâm. Huệ Hiền nói Trung Quốc đánh Đài Loan trước hay đánh Việt Nam trước vậy anh? Đánh lượt cả hai. Rồi bấm nút rồi, đâu gì đâu khó. Một trái bay giữ này, một trái bay giữ này. Dung Lê nói tháng 8, tháng 9 Việt Nam có sao không anh? Có trăng không có sao?
Nhưng mà những gì Kiệt nói tiên tri á, thì Kiệt đọc thơ mấy vị không có nói tháng và nói năm, nhưng mà thường mấy vị nói theo mùa, mùa thu đó. Và hồi mấy clip cũ á, Kiệt cũng có nói mùa thu, nhưng mà Kiệt nói là 80-90%. Nhưng mà cái mùa thu này mới là quan trọng. Mình nhìn lại cục diện của thế giới á, là Đảng Cộng Hòa đó là nhất định kỳ này nó lên nó làm thịt Trung Cộng, nó không thể nào mà nó nhịn nổi. Tại vì nếu không thì cái trái đất của mình sẽ nhuộm màu đỏ, sẽ không còn cái gì gọi là hiền lành nữa. Ở trên Thượng Đế thì chư Phật không có muốn mình như vậy, muốn mình sống ăn hiền ở lành, mượn cái cõi phù du tạm bợ này nè để mà học hỏi để đi về trời. Đó là mục đích ở trên vậy, chứ không phải mình xuống đây để mình lo làm giàu hay là lo ăn hiếp những cái nước nhỏ, rồi đi đốt, đi đập bể tượng Phật, đốt chùa. Đó là không đúng, vô thần, không đúng. Vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, tam vô. À, mình bây giờ là mình không còn là tam vô nữa, sắp sửa hết tam vô, mình sẽ có tất cả tam có, đại có, cái gì cũng có hết. Có Phật, có người hiền, có người giỏi, có sự công bằng. Bởi vì nói vậy là mọi chuyện sẽ ra bầu cử Mỹ, phải không anh? Một phần là vậy, đúng. Thiên cơ đó mới vậy là nói như vậy, nhưng mà về mặt hữu hình của mình á, mình nó cũng phải gọi là cái cơ vận nó phải đi ăn khớp. Thì chỉ có Đảng Cộng Hòa là nó mạnh tay thôi. Được nghe anh nói xây núi Houston em vui lắm. Được vậy, ở Houston đó, nó có sông chứ không có núi. Nó có phần nửa đất là sông với cây rừng, cây cổ thụ. Thì về đó mình cũng xây chùa thôi, chứ mình không có và đồng thời em cho những hội đoàn, trong đó nhiều nhóm hội đoàn sẽ ai muốn xây gì họ xây. Giờ phút này á, quý vị tin không tin nên đeo cái dấu này. Cái dấu này sẽ cứu nhân loại vượt qua cái đại nạn này. Tại vì cái dấu này có hội đồng chư Phật, chư Thánh, chư Thần, chư Thiên, chư Bồ Tát giao, đang gia hộ cái này, hồn thiên sông núi nữa nha, gia hộ dấu hiệu này. Thì đã rất là mầu nhiệm ở Việt Nam. Có những người bữa có cho người kia nhắn tin Việt nói là bị bệnh chết, gần chết, nhà thương chạy. Nhưng mà sau đó cái đi tìm cái dấu này đeo rồi khánh, thì tự nhiên cái hết bệnh, cho nên giờ cả nhà cũng đeo cái dấu này. Những cơ sở làm ăn mà ế thì dán cái dấu này đây. Tại dấu này trừ tà, tà nó phá mình nghèo khổ, chứ nó phá mình không có gặp được may mắn. Thì cái này là cái của dấu hiệu của thời đại này, của thời mạt pháp này. Chị không có nói về đạo, chị với người truyền tin thôi. Đạo thì mai mốt á, để chờ Đức Thầy, Ngài sẽ giải thích cái này rõ hơn. Cái dấu này nè, Phật Thầy, Đức là Đức Phật Thầy Tan, Đức Bình Phú Sổ á, Ngài sẽ giải thích quý vị cái dấu này nha. Mà giờ Đức Thầy chưa xuất hiện thì Ngài chưa giải thích được. Tại vì gần 40 năm là Đức Thầy dạy dỗ Kiệt là về cái dấu này rất là nhiều. Sau này cái dấu này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới. Tại vì ai có một lần Đức Thầy nói trên thế giới ai vui cũng kêu trời, khổ cũng kêu trời, bất cứ gì cũng kêu trời hết, làm gì cũng kêu trời hết. Thì sau này tất cả thờ trời thôi, nhưng mà học Phật thì đạo Phật không có đổ máu, nó sẽ không có thánh chiến và sẽ không có sự tranh giành trong tương lai nữa. Đó là xưa mấy vị giải thích vậy, Đức Thầy giải thích vậy đó. Alex Trương nói anh Kiệt ơi, ông Trump thay thế bà lớp C sẽ tốt hơn. Mình không có trách, nhưng mà hiện bây giờ ông có làm Trump anh, có làm tổng thống hay không tổng thống, cái ảnh hưởng của ông cũng rất là lớn. Thì đúng như xưa Kiệt nói, ông sẽ trở lại mà. Còn Biden Kiệt có nói là không quá hai nhiệm kỳ, bây giờ ông giữa nhiệm kỳ rồi, thấy ông bệnh, người dân Mỹ cũng lôi đầu, muốn lôi đầu ông xuống đó. Dấu thiên tâm bán ở đâu? Xưng cảm hỏi. Trên online thiếu gì bên Việt Nam người ta bán. Người nào
người nào vừa làm này có kinh tế cho gia đình và đồng thời cũng tạo phước, một công hai chuyện. Và những em nhỏ ở ngoài kia lấy máy clip, tại việc nói cái này là live stream chứ đâu có rảnh đâu mà cắt khúc khúc, thì những người nào lấy cái của kiệt á cứ tự nhiên lấy cắt khúc khúc rồi bỏ lên để mà gieo duyên cho mọi người thì cũng là có công đức, cũng có phước của thời này. Chứ còn riêng phần kiệt thì không có phải là phước chương hay là làm lớn cái chuyện về cái dấu thiện tâm hay là đạo thiện tâm nha. Thì chỉ là người truyền tình cho quý vị, thì cũng đang chờ Đức Thầy xuất hiện để Ngài nói về cái dấu này và giải thích về cái chuyện cái đạo thiên tâm. Đó là Đức Thầy, tức là Đức Quỳnh Phú Sổ, Ngài sẽ xuất hiện, Ngài sẽ nói. Thì ráng chờ đi, thì cũng chờ đó. Nga lấy xăng dầu uy hiếp châu Âu với châu Mỹ, vậy Mỹ với NATO có gì xăng dầu mà nhịn Nga không anh? Không nhịn thì không có xăng xài. Xăng dầu là chuyện nhỏ. Thằng Mỹ nó hiện giờ thằng Nga đó là hồi xưa nó cũng không muốn đánh Ukraine, nhưng mà nó ở cái thế nó phải đánh. Hiện bây giờ Mỹ muốn Nga với Ukraine hòa nhau một cái một thôi, nhưng Mỹ không muốn. Tại sao phải hòa là tự gì? Mỹ cũng muốn đánh Nga, thay có người đánh giùm, đánh cho đã. Tao cho mày chút súng đạn cũ của tao đánh đi, cho nó gọi là gãy càng sức móng, mệt hả hơi sắp chết rồi đó. Lúc đó Mỹ mới tới cột tay nó cho dễ hơn. Đó là cái chiêu Mỹ đi như vậy. Bây giờ đồng thời cái chiêu Mỹ cũng đi, bên Tàu cũng vậy, bên Trung Cộng cũng vậy. Mỹ biết là ở trên nói nghe mấy vị nói vũ khí của Trung Cộng, nhà nước Trung Cộng rất là yếu, đánh không có lại ai hết, chỉ là hù dọa bằng cái miệng thôi. Mỹ nó không muốn đánh, nhưng mà khi nó cần đánh á là nó kích động để Tàu đánh. Khi mà Trung Cộng đánh á là phải bồi thường chiến tranh nha, giống như Nga bây giờ là bồi thường chiến tranh. Cho nên khi mà đánh rồi muốn hòa là cũng phải do Mỹ cho hòa hay không cho, chứ Mỹ nó đâu có ngại mấy cái chuyện thăng đâu. Nhưng mà ở ngoài kia người ta là bị khủng hoảng kinh tế, recession tức là khoảng 10 phần. Mỹ nó bị giỏi lắm, mà 2-3 phần là tử dân Mỹ này, cái dân khó chịu chút xíu là âm sùm. Chứ nó đâu có tổn hại gì dữ lắm đâu. Nhưng mà thế cờ á là hiện giờ Mỹ không muốn hòa, không có muốn cho nhiều khen hòa, để nó nắm chân mình đó cho nó yếu lại. Rồi cuối cùng á là nguyên cái trái đất này á là sẽ không còn nước nào hết, còn không có nước nào gọi là chế độ vô thần hết. Cả Bắc Hàn cũng vậy, bữa nay đói thì lên la la âm sầm. Khi sụp đổ á, sau này đó thì có cái clip nói là Bắc Hàn sau này tự thống nhất mà. Thiên Linh nói tổng hợp 510 Phật câu các clip của chú, con hiểu được Phật Như là thì Minh Dương là ai, con đang mong chú vậy. Chú không mong không lại gì hết, chú là Thiên Tướng Kiệt, Ngô Tướng Kiệt, Thiên Tướng Kiệt. Ai muốn nghỉ sao nghỉ, cũng giống như quýnh bài 5 cây vậy, bài poker á. Có 5 lá, có lá mặt lật lên là lá này. Chú thật sự là có 7 dòng hào quang, có mấy ông rồng hộ mệnh. Còn bốn lá kia chưa có lật lên thì mình coi Minh Dương hay là gì gì đó thì để coi có trúng hay không. Thì chỉ có Đức Thầy xuất hiện Ngài mới giải thích được. Còn bây giờ mình chỉ biết như vậy thôi. Và đồng thời coi những gì chú nói có trúng không và có lợi ích cho mình không. Mục đích là mình phải quay tâm học Phật và thay đổi đời sống. Và biết mình đang ở vào cái thời đại khó khăn, mình phải không có giống như thời xưa mà phúng túng nữa. Đó là mục đích chú vậy thôi. Thiên Mai Như Thảo nói em đón Minh Dương là anh. Anh cũng không biết anh là phải là Minh Dương hay không nghe. Không biết à, chuyện đó để hồi sau phân giải thiên tử Minh Dương vậy đó. Nhưng mà anh chỉ biết được là anh là một trong 12 người con của cha đầu tiên trong vũ trụ, và đã đi xuống trái đất này khoảng 5-7 nghìn năm rồi. Và đã đầu thai nhiều kiếp, từ ở bên Ai Cập, Do Thái, qua tới Ấn Độ, qua tới Tây Tạng, qua tới Mông Cổ, qua tới Tàu nhiều lắm, đủ giai hết.
vai nào mà hợp với mình thì mình đóng, nhưng mà đóng phim đóng kịch vậy thôi, cũng giống như chị mấy chị đóng cải lương vậy đó, bữa là đóng vai này đóng vai kia thì mình xuống thời gian cũng vậy, mình đóng vai mà cha sai đâu là đánh đó, không dám cãi. Nhưng mà người biết mỗi một kiếp việc làm gọi là good job, gọi là làm được việc á, thì cha thưởng cho Kiều một cái bông sen. Kiều được thưởng 20 mấy cái bông sen, mà thế gian này cứ nói là ai mà có bông sen là giảng sanh á, là thành Phật, không phải. Đó là giống một cái huy chương thôi, thì có 20 mấy cái rồi. Kiếp này thì tùy theo mỗi kiếp, cái huy chương bự hay huy chương nhỏ, thiếu quý hay là tá hay là tướng gì đó, thì đại khái là trên có phần thưởng đó. Còn thế gian không có hiểu, cứ nghĩ là được cái bông sen xuống rước đi lúc mà cận tử nghiệp là được thành Phật, nó không phải vậy. Lên trển ăn ở không đâu làm gì, thì cũng phải xuống đây làm việc chứ bộ. Quy nào nói em là người con thứ chín của cha mẹ này anh chị. Cũng hay á, xuống đây anh em gặp nhau cũng vui, bữa nào đãi mình uống cà phê. Thân yêu Nguyễn, cuộc sống ngày càng khó khăn là do trên đang cho mình học bài và hành pháp mỗi ngày, phải không chú? Đó là quá đúng luôn. Tại vì nếu mà không có Covid, có phải là những đàn ông thanh niên chiều cái đi ra quán cà phê, quán nhậu, vũ trường hay là đi ăn không ăn cơm mà rồi đi ăn phở tối ngày không? Bây giờ đâu dám ăn phở nữa, đi lơ mơ gặp nhỏ phở có bị Covid thì sao, cũng đỡ bớt tạo nghiệp, ở nhà ăn cơm nguội vậy mà nó chắc ăn không biết Covid. Nên những cái khó càng khó khăn á, thì cái thời sàng lọc á, khi mình qua rồi á, qua cái này đa số sẽ được qua nha, thì cộng chú Khánh nữa, thì mình sẽ ở vào một cái thời đại cực kỳ là sung sướng, thanh bình. Có những người Phật Thánh Tiên xuống sống chung với mình, mang thân người để mà dạy dỗ mình. Ngọc Nguyễn hỏi anh Kiệt, Sài Gòn có bị dịch bệnh nước ngập nhiều không anh? Thì giờ anh đang bị đó. Tại vì mấy đại ca đó là cứ gọi là nghịch thiên quá, không có tin, thì cứ kéo tay với ông trời hoài. Thì mỗi lần kéo tay thì ở trên phải cho chút để mà yếu cái thế đi, phải không? Rồi mai mốt là tiền thành tiền giấy nữa. Nó cũng thế như Trung Cộng nha, cũng giống như Sri Lanka vậy á. Đường nào cũng sẽ về La Mã. Chú nói rồi, tất cả những cái gọi là không thật á, giả dối á, nó cũng như bốn bức tường như nè, bốn bức tường, bốn cái núi đè lại, đè từ từ lại, dồn lại hết. Nghe Nguyễn, chú ơi Sài Gòn có bùng phát dịch lại ông chú? Thì chú nói lúc mà cần cho bùng phát thì bùng phát, nhưng mà nó không có lớn. Nhưng mà chú bên đây bên Mỹ á, mỗi một lần ba nhang của chú Khánh, cha Khánh mẹ đó, thì cha mẹ đều thương Kiệt và giảm. Giống như bữa Khánh cho bên nước Nga đó, đừng có lấy thành QF á, thì mấy vị cũng làm cho xe tăng nó bị đông lạnh á, 40 cây số xe tăng đông lạnh, thì nước Việt chú Kiệt thường khánh thường xuyên, cho nên cũng không có gì phải lo nhiều, chỉ lo có một cái là phải gán thủ gạo. Bảo Nguyễn hỏi chú Kiệt cho con hỏi, bần sĩ ẩn tu là tà hay chánh nhị chú? Kênh đó nói hình cha mẹ chú để trên tivi là thường á. Kênh đó là để sàng lọc những đứa con thiên, để coi những đứa con thiên có chánh kiến hay không. Thì chú thường nói mỗi người mình phải tự đốt đuốc đi nha, và phải có chánh kiến, chứ đừng có giống như tu cà gật mà mấy triệu Phật tử mà thời nay á, cuối cùng rồi á, bị tu sai mà không biết mình đang làm gì thì cộng nghiệp đó. Thì những đứa con họ thiên á, thì cái kênh đó là như sàng lọc dùm cho thiên tâm. Lúc nào cái chánh đạo ra đời cũng có bên tà đạo nó theo nó phá, để mà chi
để mà có qua có lại, để mà sàng lọc, để sau này vào lịch sử nhân loại á, cả Chúa cũng vậy, Chúa cũng đâu có làm gì sai mà cũng bị đóng ba cái đinh. Thời Phật Thích Ca cũng vậy, Phật cũng đâu làm gì sai mà cũng bị tội ngoại đạo, gãi đinh cho Phật đạt rồi cũng đủ thứ á. Đức Thầy cũng vậy, ngày xưa Đức Huỳnh Phúc Sổ ra đạo cũng bị đủ điều hết, bị người ta chửi, người ta nói đủ hết, trong kinh thánh có nói hết. Cái gì nó cũng phải có cái trượt và cái thanh. Cái trượt để đi thử thách những người tâm chánh nghĩa, những người chánh nghĩa. Nói chung là mình phải có cái chánh kiến để mình mới hiểu được. Khi Nhiễm Kiều nói con mong được xin visa để qua Mỹ đến Thiên Long Sơn, cũng mong con có visa. Hồi xưa có mấy bác gọi là lớn ở trong bộ chính trị lớn ở qua Mỹ, cứ lên trên núi Thiên Long Sơn, ngày nào cái bác đó chức vụ bển cũng bự lắm, nhiều tiền lắm, giàu, cũng xin khánh để bỏ thẻ đảng để lấy thẻ xanh, mà ông khánh ghét. Có ngày kia cái ổng vô được thẻ xanh, ông mừng, ông lên trên núi ông tạ ơn quá trời luôn. Có nữa, Thiên Khương Thanh nói nghe chiến tranh cũng rầu. Chú nói cũng mong nó không có xảy ra, nhưng mà hai cái clip cũ chú để tan như nước Việt. Đúng ra cái áo này tính mặc áo đen để tan tiếp, để cho ba cái clip để tan, để cho dân mình có sự chuẩn bị cảnh giác cao quá không. Nhưng mà sợ bị chửi cho nên thôi, mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà gán lên để dành gạo nha. Nên mình nên nhớ nó cũng giống như you can, sao mình cũng vậy á. Rồi thuốc men nghe, rồi mà mình dễ chết đói hơn người ta, tại vì mình nước của mình nó không có gì dự trữ hết. Nên Nguyễn nói nếu Việt Nam mình đoàn kết như Israel thì sẽ phát triển hơn, vì mình có ơn trên giúp đỡ nữa, phải không chú? Người Israel á, cái trình độ họ cao, họ rất là đoàn kết, tuy là họ mất nước và sống lưu lạc khắp năm châu, nhưng mà họ không có giống người mình. Trong khi người của mình á, cũng cùng là người Việt, chú cũng người Việt, chú cũng giúp người Việt, lấy tiền của cá nhân đi giúp người Việt. Chú mở cái núi Thiên Long Sơn là để cho con cháu của mình ở hải ngoại có một cái nguồn gốc lịch sử để mà nó biết là tại sao mình là người Á Châu mà lại ở Mỹ, nhưng lúc đó đâu biết lịch sử. Thì trên đó để những cái tượng anh hùng dân tộc lịch sử, rồi cũng để tượng Phật nhà nhà Công giáo trên đó, như là công viên. Chứ chú đâu có phải mở Thiên Long Sơn để tụ tập, để mà đi nấu gì đâu, đâu có phải làm gì đâu, mà cũng là người Việt Nam mình đi phá người Việt Nam mình. Đó là cái đau buồn của mình vậy. Cho nên ở Mỹ này không có từ Nam Cali tới Bắc Cali, ở người Việt Nam mình không có cái gọi ở chỗ nào cho riêng người Việt hết. Thì chú mới dành tiền cá nhân để mua một miếng đất tặng cho người Việt, để mà có một chỗ để mà cắm dùi đó. Chứ còn ở vùng Bắc Cali này, hồi xưa chính phủ cho người Việt mình một cái công viên 20 triệu, nhưng mà hai ba phe đấu đá nhau, cộng với phe chi bộ xen vô ở bên Việt Nam không có muốn người Việt mình ở đây có cái thế lực, cho nên họ mới cứ phá hoài. Đó là chú biết như vậy. Người Việt ngoài cái Thiên Long Sơn ở Bắc Cali không có cái gì khác hơn là của riêng người Việt hết. Đó là chú biết như vậy. Tại vì do người mình không có đoàn kết. Người Việt mình mà đoàn kết như người Do Thái thì đỡ lắm. Như chú nói, mai mốt nước mình sẽ bị nạn. Mỹ nó cũng không phải là binh mình, nghe giờ nó cũng không binh, nghe nó phải lo đồng minh với Tàu, mà Tàu đánh mình thì đo nghe đâu binh mình. Chỉ có người Việt hải ngoại á, chú xin mỗi người một tô phở để cứu dân của mình thôi. Thì đó, số tiền nhiều chú một mình lo có nổi. Thì lúc đó chú sẽ lên mạng xin, làm mặt dày xin. Thì tính trước vậy đó, sắp sửa lại. Thế bữa nay mình nói để cho Việt Nam mình chuẩn bị, mà bển chứ không thích nghe những lời thật, chỉ muốn nghe nha, đất nước phát triển đồ này nọ. Cái gì đất Phật thì đất nước sẽ phát triển, nhưng mà bữa nay mình ra một cái tin nó rất là cực kỳ sắp cận, để mình chuẩn bị cho cái cuộc chiến và đồng thời cho nạn đói, để mà mình chuẩn bị thôi, chứ sao bữa nay vô tùm lum lai.
những cái người nào mà hiểu triệt đừng có nói qua nói lại với những người dư luận viên ở bển, tại họ không có hiểu, mình phải thương họ thì họ còn người bình thường, họ chưa có hiểu về tâm linh, cho nên đừng có nói qua nói về mà nó nhảy chữ đây. Kiệt chỉ muốn đọc những comment nào có ý nghĩa để giải thích cho mọi người hiểu. Những người mà đứa con họ Thiên á, chứ đừng có lên đây nói. Ở trên đời này á, không có ai mà làm vừa lòng mọi người hết á, dầu cho Phật cũng vậy. Thì chuyện rất là bình thường, không có gì phải lăng xăng. Thiên Khánh Nguyên nói Yên Long Sơn đã hoàn thiện bao nhiêu rồi chú? Chỉ mới khởi đầu thôi, chưa có làm gì hết mà cũng bị chi bộ phá quá trời, tám bề thọ địch. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy, tài sẽ không bao giờ thắng chánh. Người cái ác đó, nó chỉ có được một cái khoảng tức thời thôi. Nó không tự gì, cái thiện nó lúc nào cũng là thật và thiệt, thì nó sẽ vĩnh cửu, sẽ bền. Cho nên chú không phải lo chuyện đó. Thiên Minh Thái nói ông Biden bị Covid lần này có sao không chú? Covid này nó yếu mà, nó như là chích vaccine cho mình thôi. Đồng Tháp có sao không chú? Cả nước Việt luôn á, chứ Đồng Tháp nhận gì? Như vậy mình nhận xíu à. Thì khi mà có nạn, có chiến tranh thì Sài Gòn hay mấy tỉnh là nó cũng ảnh hưởng hết. Khi ở bển á, ai có nạn gì thì cứ nhiều người lên nói sao tôi thật sự cái băng thì hỏi mấy vị á, là cái tính tình của Kiệt á, nó quá thân, là nó chiếc thân đi nhiều chỗ được. Thì khi mà Kiệt ngủ thì không phải là ngủ như vậy, vẫn đi làm việc á, về núi Cấm này đi đâu bển á, mà khi thức dậy rồi thì không nhớ, thì có cái đó nữa. Nãy giờ nhìn thấy là toàn là cái lộn không. Bây giờ nước Việt mình sắp có nạn, không cho Kiệt nói à, rồi làm sao mình biết được mình né. Còn họ nói là cái lại không có đúng ý họ, cái là bắt đầu là họ nói mình chuồng nước Việt. Tôi là người Việt, tôi thương người Việt, để tôi nói để cho mình có sự chuẩn bị. Còn quý vị tin không tin thì để chờ xem. Tôi là người truyền tin, thì có tin thì tôi truyền cho quý vị đó. Ở trên đó mà có ai biết á, giống như những cái người mà gọi là dư luận viên nó vô đây nó phá ra, mình có cách nào mình lấy nó ra được không ta? Kiểu không biết làm cái này ha, nó nhảy nhảy lên nè, mình có cách nào mình dẹp mấy luận viên? Tại vì chị chỉ muốn đọc những cái câu hỏi người nào muốn thật tâm hỏi thôi. Còn như thiện liên vô đây á, một đứa hỏi ăn câu, cái đứa nó chửi qua chửi lại, cái nhìn ra toàn là thấy tụi nó chửi lộn không à. Cho nên có ai biết bỏ nó ra giùm không? Bởi vì Danny Nguyễn nó block nó hay chút, block bằng cách nào vậy? Mình bấm vô đâu mình block. Ok, bây giờ đừng có gây lộn nữa, thì Kiệt nói chuyện tiếp. Còn cái gây lộn ngoại vô nghe mấy dư luận viên vô đây nó phá quá trời. Lâu lên nói chuyện bữa cũng có cục hứng. Bấm vào tên nó và chặn. Ok, để chút thử. Thường ta làm này phải có 3-4 người, con này có một mình. Lên đây cũng giống như vui vậy đó. Thì có chuyện gì thông báo cho quý vị để mình lo. Thì hôm nay là sát nút rồi. Mai là mình cũng nói trúng là 90%+ đó. Nói chật không biết sao sống nổi với mấy cái dư luận viên này. Việt Nam công nhận đó. Cái gì không giỏi, sân si hung dữ là giỏi. Không biết nhỏ. Người mà nghe kênh này á, người dân thường á, là ở sao, còn VIP là mấy đại ca lớn thì giờ là nghe để mà biết. Tại vì khi mình biết thiên cơ á thì mình nắm được cái cơ vận nó đi, mình nắm được cơ vận á mình biết, mình mới theo đà thay đổi thời thế để mình có cơ đồ và sự tồn vong của gia đình mình và cái tương lai của mình, chỉ vậy thôi là tốt. Chứ không phải là mình lên đây mình nói để cho mình về chính trị. Kiệt là không có chính trị, chỉ là nói lời thật, việc thật. Và nói 2 năm nay chuyện gì cũng trúng hết. Thì hôm nay Kiệt nói nước Việt Nam sẽ có chiến tranh, và khi có chiến tranh sẽ có nạn đói rách.
và cả một cái thể chế sẽ thay đổi một cách màu nhiệm. Đó là sự thật. Còn tin không tin thì cứ chờ xem. Thì chỉ nói vậy thôi. Giờ mình cứ nghĩ nha. Chẳng lẽ Nga với Tàu thế nào cũng bị Mỹ đánh, nước Tàu cũng sẽ chia 5-7. Chẳng lẽ Việt Nam là nước duy nhất vẫn còn giữ được cái thể chế ngày hôm nay à? Hay đạo Phật nó phải như vậy. Tại vì cái này là cơ vận, mình nói để cho mọi người có sự chuẩn bị, để mà có sự hòa đồng, để mà ở bên nước để mà đón tiếp những cái người có tài ở hải ngoại về để mà giúp nước, thì họ cũng có lợi, bên Mỹ cũng có lợi. Chỉ vậy thôi, gọi là hòa đồng dân tộc. Chứ đâu phải mà lên đây nói mấy câu nước Việt sắp bị chiến tranh cái là mấy, chắc mấy người Trung Quốc với đông này nè, nó biết được tiếng Việt vô đây là ông sùm. Nước Trung Cộng sẽ chia 5-7. Cái đây Việt nói 3-4 năm trước, Trung Cộng như một cái khối thép khổng lồ, chỉ có ở trên mới có thể tiêu diệt được. Đó là phải cho 5 cái nạn, thì nãy để 5 cái nạn: kinh tế, chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai và năm thứ đó, nãy kịp để đó là tổng cộng 5 thứ. Ở ngoài đó đó, ai mà chặn được cái đám mấy thằng tình báo Hoa Nam nó vô đây, nó giả tiếng Việt vô này, nó đâu có muốn nước Trung Cộng cho 5-7. Mà thiên cơ nói gì, chuyện nói vậy thôi, chứ mình đâu có biết là sao. Và đồng thời á, khi mà Trung Cộng nó đánh Đài Loan, nó đánh luôn Việt Nam mình á, thì cho mình biết vậy thì mình nói để cho nước mình có sự phòng thờ. Người nào mà chửi Kiệt á, làm ơn nhắn tin cho Kiệt có tên để Kiệt khấm nha quý vị. Chứ chửi lén này, chửi nickname vậy là ở trên mấy ngày biết hết á. Nguyễn Đăng Khoa nói Trung Quốc nó điều binh qua gần biên giới Đài Loan. Cái mà đánh là cái bề ngoài thôi, cái thật sự mà quý vị đi cái đường cực kỳ gọi là tinh vi á, là nội bộ về kinh tế và nội bộ chính trị không ổn định. Thiên Khánh Nguyên nói với quý vị ơi, công ty TikTok có tốt không hay là của Thiên Mà? Ngoài con bị Mỹ kiểm duyệt nhiều lắm, cũng có thể nửa nửa ha, cũng tạm tin được đi. Tóm lại cái clip này chỉ là báo động những cái clip cũ, cập nhật những cái clip cũ là nước Việt sẽ có sự biến động rất là lớn, thời gian rất là ngắn, cho nên mọi người phải chuẩn bị tiền bạc, lương thực và tâm lý để mà vượt qua cái khó khăn kế tiếp. Mỗi ngày mình có cái thử thách, hết thử thách này đến thử thách nọ, thì cái thử thách kế tiếp này là cái cuối cùng để mà thay đổi vận mệnh. Người nào mà chữa trị cho nhiều đi rồi mai mốt á, hối hận không kịp á, nhớ đưa tên thì Khánh chừng á, thì Khánh lần ba lần được chứ Khánh nhiều quá. Mấy gì cũng nói là gọi là trong kinh sấm có nói đó, những đứa vô nghì á, tức là không có giáo dục và không có học thức, mà cứ chạy theo cái sân si, cái hơn thua. Ở một cái thời đại này, mình đứng ngay cái ngưỡng cửa sanh ly tử biệt mà không lo, lo hơn thua, tiền bạc. Hồi bữa bác Tô Văn Lai là người sáng lập ra cái Thí Nga, Paris Thí Nga, thì trước đó, trước ngày bác bị bệnh mà stroke á, thì khoảng mấy ngày cũng quên rồi, không đầy tuần, thì bác có FaceTime với Kiệt. Cái này Kiệt nói trên mạng, thì Kiệt nhìn cái thành sắc là thấy không xong. Thì lúc đó Kiệt có tặng cho bác cái thánh giá, trong đó có bài kinh của Chúa. Thì coi như cái duyên cuối cùng hôm nay vừa chợt nhớ, cũng xin chia buồn cùng gia đình Thí Nga và một nhân tài của nước Việt, xin chia buồn thì có cái duyên đó. Từ cái thời này á, cha mẹ mở cổng địa ngục, mở cho ngạ quỷ súc sanh xuống ở cái màn chót này. Cho nên bây giờ cái thế giới của mình đang sống á, nó cái người tốt rất là ít.
ở trên mạng cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Mấy đứa con thấy những cái mà náo nhiệt mà không có đáng gì á, thì họ tập trung đó, họ coi cái triệu view. Còn những cái mà lời thật lời thiệt của các chư Phật dạy mình ăn hiền ở lành á, ít ai nghe thời nay lắm. Cho nên ở trên cũng thường dạy, nếu mà hôm nay Thiên Tâm Đạo ra đời, chú ra đây chú nói chuyện, chỉ cần lúc này thì còn một số người hữu duyên, nhưng mà để một thời gian sau á thì sẽ là không, người ta không có đủ trình độ để hiểu nữa, thì nước Việt sẽ trở lại thời đồng thời đá, giống như người zombie á, ai nói gì cũng không nghe hết, Phật xuất hiện cũng không nghe nữa, thì lúc đó là cái hành tinh này khó cứu lắm. Hôm nay chú gán nói thì cũng một số người có duyên để hiểu, bởi vì họ đã bị nhồi sọ quá lâu rồi, không có hiểu gì hết, chỉ biết những cái phù phiếm, những cái ma mị thôi, chứ còn những cái sự thật mà không có hiểu rất là khó mà dạy. Thì trên nói là cái thiên đạo ra đời, cha mẹ hôm nay cho chú lên nói để mà kịp lúc, để mà cứu được 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình là vậy đó. Thì những người có duyên với họ Thiên, hôm nay mang họ Thiên, mang dấu của họ Thiên được các chư Phật sẽ cứu. Còn những người mà không hiểu thì về phần của chú xuống đây để truyền tin, thì chú cũng đã làm xong, để mà mình không có hổ thẹn những cái nhiệm vụ mà bề trên giao cho mình. Còn mà họ không hiểu thì đó là phần của họ, nhưng mà họ không hiểu thì họ phải, người mà có trí tuệ phải lắng nghe và phải tri cứu và phải tìm tòi, thì lúc đó họ mới chửi. Phần này không, cái trí sơ quá, cái trí thấp quá. Cho nên nước Việt sau này á, mà có thay đổi á, đổi thành dân chủ á, cũng không có dạy được, là vì cái nhân trí của người Việt thấp sẽ thành độc tài đó. Còn nếu mà trở lại Cộng Hòa như thời trước 75 á, cái nhân trí của người Việt, cái giới tuổi trẻ bây giờ thấp, thì nó sẽ thành ra Marxist như kiểu Hitler đó. Tại phải cứng rắn mới dạy hồi thì thành ra độc tài cũng không có đúng. Mà nước Việt á, sẽ chia làm đôi, hiện giờ người Bắc, người Nam, ông trưởng, ông phó, nó sẽ không có cái vụ đó. Nên sau này nước Việt nó sẽ thành lập lại giống như đời nhà Trần, đời nhà Trần Nhân Tông vậy đó, là mình quên việc nhà mà lo việc nước, tức là đồng lòng với nhau, thì sẽ có một cái thể chế gọi là quân chủ, lập hiến. Thế đó, tới đó thì để tính tới đó, còn giờ đó mình tính bây giờ đi. Giờ chú chỉ là người truyền tin nha, chú là Thiên Tuấn Kiệt, Ngô Tuấn Kiệt cũng được, là một người rất là bình thường. Chỉ lo cho nước Việt sau này có công ăn việc làm, mọi người, người nào có đời sống căn bản tối thiểu nhất, một người đàn ông đi làm cũng nuôi được cả gia đình. Khi vô bệnh viện cũng phải, không có tiền cũng phải được cứu, chứ không có giống như cái thời nay rồi học đường là phải miễn phí đó. Như đó là những cái căn bản cuộc sống mà nước mình bây giờ không có được vậy. Tùng Nguyễn nói hy vọng gặp anh Kiệt ở núi Cấm, khi nào đức thầy xuất hiện thì anh mới về được. Nam Quỳnh nói anh Kiệt mua đất ở Texas sao rồi anh Kiệt? Mua xong rồi, giờ chỉ chờ cho nó bớt nóng, khoảng tháng 9 bớt nóng thì qua cái mình làm một cái sân khấu, cái mình làm cái lễ động đất, rồi mình tuyên bố cục đất này sẽ làm những chuyện gì, rồi giao cho dân Houston đó, tặng cho dân Houston đó, đó cũng là lệnh bề trên. Dân Houston nó cũng có phước. Thì còn sức đi đứng được thì làm được cái gì thì làm, thì nó sẽ là đặt cái tên sẽ là Thiên Long Sơn Houston. Mình sẽ làm đó những cái tượng của anh hùng dân tộc, Ngày Trận Đạo, Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi mình đặt đủ cái tượng anh hùng của mình, rồi mình làm những cái bia đá để hết lịch sử cho người Mỹ mà họ vô á, họ nhìn cái là họ phải nể mình và đồng thời họ biết lịch sử của mình, không có giống lịch sử của Trung Cộng, của bên Tàu. Nước của mình ngày xưa nằm ở phân nửa nước Tàu bển mà bị ăn hiếp dài suốt, tại người ngoại quốc nó nhìn mình với nhìn người Tàu giống hệt nhau
thì cái đất ở Houston là vậy. Thì không biết chọn ngày nào nữa, mà giờ thì nóng quá. Rồi khi vô trong đó thì nó là non profit, tức là bất vô lợi, không có tiền bạc gì hết. Những hội đoàn, những cái cơ ai ấy mà muốn làm cái gì trong đó đó thì sẽ có một cái cục đất riêng, rồi muốn xây dựng cái gì riêng trong đó. Tất cả những hội đoàn muốn vô, ok, cho tôi một cái khúc đất này một mẫu, nó tới cả trăm mẫu lần nha. Thì thí dụ như ok, làm cái phim trường bao nhiêu mẫu thì ký cho cái người đó sắp ly lại, không có tính tiền luôn. Nghĩa là những cái gì mà phục vụ cho cộng đồng là không tiền. Những cộng đồng nào, những hội đoàn nào hay những người nào mà có tinh thần là tổ chức á, thì vô đó để mà là chung với nhau. Mỗi người làm một thứ, mình sẽ xây chùa, xây nhà thờ. Tất cả các tôn giáo ai muốn xây cái gì trong đó thì sẽ cho đất xây hết. Xây nhà thờ cao đài, bên nhà Tinh Lành, Công giáo hay đạo Phật, hay đủ kiểu đạo Phật, Nam tông, Bắc tông, muốn xây đầy trong đó. Rồi nó có rừng thì sẽ có cái camping, tức là ngủ qua đêm, làm ai mà thầu cái đó đó, dự thầu qua đêm, ngủ camping. Rồi nó có con sông thì sẽ bơi xuồng, ai muốn như đó bơi xuồng. Nghe nó cách thành phố Houston 40 cây số, rất là gần, chạy lên chạy xuống. Khi việc mua rồi, việc thành lập xong rồi, đường phố, hệ thống điện nước, wifi đầy đủ, thì kỳ cũng về Cali giao lệ với bên đó. Chứ kỳ cũng không có phải là người ở bên đó nha quý vị. Nhưng giờ đầu tiên thì cũng phải qua xây dựng, cũng phải lo, rồi phải lên cái kế hoạch, rồi ai lo phần nào, ai lo phần nào. Tất cả đều là bất vụ lợi, riêng phần kiệt là bất vụ lợi hết. Nhưng khi một cái thí dụ mình nói cái công ty ABC của cái anh hội đoàn đó, anh lo về camping, thì anh cũng cần có một chút quỹ thâu, gọi là humble. Thí dụ như để mà sửa chữa, để nó lưu truyền lâu năm mà, thì phần đó của anh có thể lấy một chút phí để mà anh bảo trì cái đó. Bơi xuồng cũng vậy, hay là mình làm những cái xe ATV, xe chạy vòng vòng, rồi mình làm những cái mộ bia để mà tuyên dương những anh hùng dân tộc. Thì ai muốn làm gì đó thì làm, miễn sao mà nó có mang tính chất lâu dài, lịch sử Việt Nam. Mục đích chính của Kiệt là con em của mình sống lên, lớn lên ở nước ngoài khắp năm châu, nó quên đi nguồn gốc. Và đồng thời khi nó vô công viên Thiên Long Sơn Houston á, hoặc là công viên của Bắc Cali á, nó sẽ hiểu được một chút xíu về cái nguồn gốc của người Việt. Đó là mục đích chính của mình. Thì những đại gia người ta đầu tư nhà cửa, địa ốc, hay là kinh doanh này kinh doanh nhỏ. Còn Kiệt có tiền, Kiệt có để saving, để tiết kiệm được nhiêu thì Kiệt đầu tư vô tương lai của những thế hệ trẻ nước Việt, để họ hiểu. Và khi họ không có cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Và đồng thời mảnh đất Houston á, mình có thể xây một cái hội trường nha, để cho ca nhạc ở trỏng luôn. Lâu lâu có ca sĩ nào về đó ca cho vui những ngày Tết, làm hội chợ ở trong đó, hay là lễ trung thu rồi mình làm cũng vui. Như kiểu Thiên Long Sơn vậy, mỗi trung thu hay là Tết Việt Nam đó, làm biết bao nhiêu nghìn người lên. Cái Tết Việt Nam năm 2019 trước khi Covid xảy ra đó, là có gần 30.000 người lên núi Thiên Long Sơn của Bắc Cali đó, ăn Tết rất là vui. Lúc đó khoảng chừng 5-6 đoàn lân múa quá trời luôn trên đó. Rồi ai cũng mặc đồ đẹp hết, lì xì, thì nấu bánh tét ở trên đó. Tại vì nấu bánh tét dễ lắm, núi Thiên Long Sơn Bắc Cali mình đào ở lỗ, những nồi mấy chị ngồi đó là gói, rồi cái lên trên núi thì đâu có phải đi xuống nhà hàng ăn đâu. Thì lấy bánh tét ra rồi với ăn dưa giá trên núi tại chỗ luôn. Vậy mà mình ở chơi 3-4 ngày rất là vui. Nghĩa là vừa nấu xong ăn tại chỗ. Thì đại khái là cái Thiên Long Sơn ở Houston nó cũng giống vậy, giống như cái núi Thiên Long Sơn của Cali, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn. Và nó tại vì nó sẽ được xây dựng giấy phép. Kiểu có kinh nghiệm hồi đó Kiệt mua cái Bắc Cali này á, mình không có xin giấy phép trước, mà cộng lại ở đây cộng sản nhiều quá, họ phá, họ không có muốn cái núi ra đời, đóng cái cửa Thiên Long Sơn Bắc Cali.
thì hôm nay mình mới gặp rất là nhiều trở ngại. Đến khi mà gặp cái miếng đất mà ở bên Houston á, thì Kiệt nói với tụi mà trong lúc mà trước khi mà mình trồng tiền á, là mình giao trước, giờ mình lên trên thành phố mình xin giấy phép trước, nó đồng ý những cái chuyện của mình làm gọi là community event á, tức là mình phục vụ cho cộng đồng, thì nó đồng ý thì mình mới mua. Thì cho nên mình đã được đồng ý trước, trước khi mua, trước khi trồng tiền. Bất cứ lúc nào ở dân Houston chạy xuống đó 40 phút thì buồn buồn á, chạy xuống chơi chừng 1-2 tiếng chạy về cũng được. Chuyện gì Kiệt làm được trong cái lúc mà còn sức đi đứng thì Kiệt làm, chứ để mốt mà lớn tuổi rồi á, Kiệt không có làm được. Thì hôm nay Kiệt cũng mới nhiêu năm mấy thì làm được. Những cái ma mị, những cái ác, những cái không có đúng sự thật, và những cái tham lam, ích kỷ, sân si, nó sẽ như cái thời thế này, sẽ đi chìm vào trong quá khứ. Lúc đó những cái thiện sẽ trỗi lên, Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Thì lâu nay cái kênh này chủ yếu là khuyên người ăn hiền ở lành, và báo động thời sàng lọc tận thế, và báo động những cái chế độ độc tài hung ác hung dữ, và cả toàn thế giới nha, mình đang nói là nói toàn thế giới, sẽ không còn tồn tại được trong những năm về sau. Hôm nay là những ngày cuối cùng, giống như dĩ chết vậy đó. Thì những gì kỳ tiên tri gần 2 năm nay là đúng gần hết 90 mấy%. Chỉ còn có biển Đông Nhị sống với Đức Phật Di Lạc xuất hiện nữa là coi như Kiệt là xong nhiệm vụ nha quý vị. Titanic sing. Đây, những cái ác nó giống như cái này nè. Hôm nay là đi xuống tới đây rồi. Thì những người mà ngồi trên thiền này là những người cũng giống như họ Thiên, hiểu được Kiệt nói cái gì. Những cái chỉ sau này thế giới chỉ có tình thương và chỉ có cái sự đoàn kết thương yêu nhau mới tồn tại được. Những cái giả dối sẽ không có tồn tại được. Quý vị cũng thấy đó, nước Nga lớn như vậy đó, Kiệt nói từ đầu nó thua mà. Nhưng mà dư luận viên lên đây chửi Kiệt, nói anh nói nó thua, giờ thì Nga đâu thua. Ủa, cái nước nó bự khổng lồ, đánh thằng nó chút xíu mà 24 tiếng là lấy được, mà tới hôm nay 5-6 tháng lấy không được. Vậy có nghĩa là không thua, tức là cái gì? Sau này Trung Cộng còn tệ hơn là Nga nữa. Tại vì đồ của Trung Cộng là đồ vàng mã, đồ giấy, máy bay chưa chắc bắn ra được nữa. Thì quý vị coi, nếu mà ai mà theo dõi kênh Kiệt từ đầu, Kiệt không có gây hận thù với ai hết, từ bi không có kẻ thù nha. Và đồng thời Kiệt cũng không có xin tiền ai trên mạng này, cũng không có câu view. Kênh của Kiệt đó là mỗi tháng Kiệt còn phải đóng 15 đồng á, cái channel này nè. Và đồng thời Kiệt cũng không có ban bệ, cũng không có dính líu với chính trị hay là phe phái nào hết. Một mình một ngựa, rất là cô đơn nha quý vị. Kiệt rất là cô đơn. Lên nói cũng vậy, cũng tự mình nói, cũng không có ai soạn bài, cũng chẳng có ai giúp để làm mấy cái này hết. Còn chỉ có một cái kênh này duy nhất. Còn những cái kênh kia là những đứa em nó có hữu duyên, nó vừa tạo phước mà vừa có view, thì nó lấy cái tên của Kiệt ngắt cái khúc nhỏ nhỏ để mà đi khuyên bảo mọi người, thì nó cũng có công đức với bài trên đó, cũng tốt. Ấy là Phật thì Kiệt chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà ở ngoài kia Kiệt có làm gì không có đúng, Kiệt xin lỗi quý vị nha. Cãi xin lỗi mấy anh như luận viên nãy giờ vô đây chửi Kiệt nhiều, Kiệt cũng xin lỗi mấy anh đó. Kiệt nói những lời thật, là nước Việt mình sắp có nạn, mấy anh không thích nghe Kiệt cũng xin lỗi. Nhưng mà những người nào nghe được thì làm ơn chú ý để mà chuẩn bị cho gia đình của mình. Thiên Vi nói, Vi Phạm nói, nếu không có chú thì giờ này cũng không biết cha mẹ là ai. Cảm ơn chú nhiều, xin chú đừng buồn vì những kẻ vô minh không biết chú. Cha mẹ là cha trời mẹ đất, là thượng đế, là tạo ra các chư Phật, tạo ra các tầng trời, 36 tầng trời. Phật, Thánh, Tiên, Bồ Tát đều là con của thượng đế hết, quý vị nên nhớ nha.
Mẹ là người tạo trái đất này mới gọi là Phật mẫu. Để Phật địa mẫu, địa là trái đất của mình. Cha mẹ tạo ra trái đất của mình. Mà mình hôm nay mình bị những cái thời đại này, từ lúc 700 năm về trước, thần tú thay đổi kinh điển, thì những thầy thời nay không có biết về cha mẹ, cho nên họ cứ tu hoài, tu lẫn quẩn mà không có giảng sanh. Thời nay không ai giảng sanh hết, tại tu sai, tu tiền với tu danh tu lợi, và đồng thời cứ thủy bán cha mẹ. Nhất là có mấy ông thầy Việt Nam có mấy clip kịp đời ấy, thì rất là tội, không có đúng. Thì hôm nay kịp nói sự thật, thì ai hữu duyên thì nghe được thì cứ nghe, không nghe được thì chờ xem. Khi cái thần hồn mất đi á, nó không có giống như thời xưa địa ngục đóng cửa rồi. Người mà đa số sẽ vào một cái sở thú khổng lồ, thì cứ vô đó, cứ dẫn sân si ăn với nhau cho đã trong cái sở thú, để mà chờ thế giới mấy nghìn năm khi Phật lạc xuất hiện á, không có cái sự hơn thua hận thù, thì đến trở lại cái thời đại mà cái thần hồn của họ thích hợp á, họ mới tái sanh trở lại. Thì tái sanh cũng không phải là người bình thường đó, cũng phải bệnh tật nghèo khổ. Còn những người mà quá ác có thể hôm nay có thể tiêu xác tiêu hồn, thần hồn mình chết mình không có hết nha, cái hồn mình vẫn chuyển thế tiếp tục. Đầu thai thành thú là có phước, nhưng mà nhiều khi không được đầu thai thành thú nữa, mất luôn á, bị lửa đốt luôn á, lửa càng khôn đốt mất luôn cái hồn luôn, gọi là tiêu xác tiêu hồn á. Giống như hạt lúa mà lép á, à, không có lên được nổi bỏ luôn vậy đó. Mình làm gì mình làm, cuối cùng mình phải chờ Đức Thầy xuất hiện nha. Thì hôm nay Kiện lên đây lâu lâu vài ba tuần lên đây ngồi tâm sự chơi với quý vị, để vui thì không phải vui mà thiệt cũng có thiệt đó. Tại vì hai cái clip trước là hai tháng trước Kiện báo động mà nước Việt có nạn để tan, mặc áo đen không, mà cái này em để cái microphone màu trắng tan, cái bị la. Hôm nay Kiệt lên Kiệt vẫn tiếp tục, Kiệt nói tiếp tục lần thứ ba cái clip này 143, nước Việt vẫn tiếp tục có nạn, khánh không có được. Có nghĩa là mình cũng cố gắng nhưng mà nó sẽ thiệt. Thì quý vị có, nếu mà có sự chuẩn bị, nếu mà mấy lãnh đạo mà có nghe cái này á, thì ít nhiều cũng có lợi cho mấy ổng để mà chuẩn bị cho nước Việt. Thì hôm nay mình có nhiều tiền á, mình có đi mua vũ khí để mà chống lại, còn hơn là bây giờ mình cứ đấu đá lẫn nhau làm chi. Anh em phải đoàn kết. Nhiều người tưởng đâu mình rảnh lắm, thì có 500-700 nhân công phải lo làm, lo kiếm đồ cho người ta làm, và đồng thời có núi Thiên Long Sơn, rồi giờ mua Houston, rồi vì ngoài đó thì có biết bao nhiêu cái nhóm từ thiện ở bên nước Việt để lo chuyện này chuyện kia. Còn nói cái này á, là truyền tin, mình có tin gì thì mình nói để cho bà con chia sẻ, để mà chuẩn bị thoát cái nạn, để mà sống còn, để mà là qua cái thời gọi là thời vàng son sắp sửa đến, đừng có bị chết sớm. Chứ đâu mà nói một cái clip thôi, chứ đâu phải là như tin tức mà nói mỗi ngày, mà lâu lâu lên đây vô với quý vị thôi á, mà vô đây cũng phá quá trời phá. Thi Trần Cửu Long Chính Rồng có phải là con của chính vị thánh mẫu đầu thai đúng? Nhưng mà hôm nay á, xong Cửu Long Chính Long Rồng á đã đầu thai rồi, trong đó có một cô hoa hậu của nước Việt là con rồng ở sông Cửu Long. Thì biết vậy mới gì nói rất là ngầu. Hình như có chồng bên Thái á, đó là một trong những con rồng của sông Cửu Long á. Tại vì mấy người mấy vị nói thì chỉ nhớ vậy thôi, biết vậy. Thi Dương nói chú kể chuyện dễ vô đi chú. Thi Dương con chắc còn trẻ tuổi nên khóa dễ vô á. Cách đây mười mấy chục năm, mấy vị trên trời á mới nói là chú biết là trái đất mình dễ vô đã sống với mình, không phải một thời này, mấy chục nghìn năm về trước. Và đồng thời hiện tại nó cũng đang lo cho cái trái đất của mình. Và người UFO á, là cũng là người đạo Phật, cũng họ cũng có cái thần thông. Tại người UFO á, nói chuyện bằng cái tâm, thì chư thần của mình nói chuyện với họ rất là bình thường. Chú cũng là người UFO đi,
thì họ chỉ mang cái hình dạng khác thôi, chứ hiện giờ á, là tương lai á, mấy vị nói á, là người giới vô là sẽ là người tiếp xúc với mình, và đồng thời họ sẽ dạy cho mình những cái kỹ thuật rất là cao siêu để mà đi ngoài không gian, để cho mình quên đi mấy cái chuyện mà dầu hỏa, xăng hay là lúa gạo, mấy cái chuyện đó là mấy chuyện lo con so với họ. Mà tại sao mình lại giành nhau, cũng giống như có cái biển Đông chút xíu thôi, mà tại sao Trung Cộng lại đi hiếp nước mình? À, chỉ có đảo có chút xíu Đài Loan thôi mà Trung Cộng á, là phải làm vậy. Ukraine cũng vậy, đánh một những cái cuộc chiến gọi là phi lý, không có ý nghĩa gì hết, không có chánh nghĩa. Thì khi vào cái thời đại vàng kim á, Đức Phật Di Lặc xuất hiện đó, thì ngài có thần thông, thì ngài sẽ dạy cho mình những cái hay. Mình cũng giống như mình cứ nghĩ là một đàn gà rất là ngây ngô, mấy chư vị nuôi mình nương gà, nuôi tới lứa nào mình phải làm gì làm gì. Còn bây giờ chú biết được những cái thứ đó, những cái chuyện hay đó, chú lên đây chú kể trước để cho mình có cái chuẩn bị tâm lý và những cái chuyện sắp xếp nó theo thứ tự. Chứ từ đầu chú nói tất cả những cái ác trên thế giới, những cái chế độ độc tài vô thần, các Mác Lênin cộng sản trên thế giới, toàn bộ trên thế giới luôn, không còn một nước nào gọi là hung dữ nữa, sẽ chìm như thời Titanic này cùng một lúc. Những cái nhà chính trị thời xưa đó, của thời cũng không có nói được như vậy, và những nhà chính trị của Mỹ hay của Việt Nam cũng không có biết là như vậy. Chỉ nói là Tàu đánh Đài Loan, chứ đâu phải là như kiểu chú nói là tất cả cái ác đều đi xuống như thời Titanic mà. Coi lại từ cái clip số 1 đi, thì hôm nay ai trúng? Một mình chú trúng. Tại sao ở ngoài đó có mấy nghìn chính trị gia ăn học giỏi hơn chú rất là nhiều, tại sao họ không biết chuyện này? Nếu mà họ biết chuyện này sớm thì mấy năm trước có phải là nước Mỹ hay là thế giới tiết kiệm được hàng trillion, tức là nghìn 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 tỷ đô la không? Thì đó, coi cái ai trúng. Mình như đàn gà rất là ngây ngô, đàn cừu non, một đàn con chiên của Chúa rất là ngây ngô, thì chú được lộ cơ, chú có cái năng khiếu đặc biệt khác hơn người thường, thì chú lên đây chú mang xác phàm người Việt, thì chú phải thương người Việt, lo cho người Việt, thì chú nói tiếng Việt. Mà cái nước Việt là cái nước rất là không đoàn kết, mình có thể dùng cái danh từ là rất là khó đoàn kết, là vì mình có quá nhiều vấn đề là từ Bắc Nam. Chú là cái mối hàng, tại vì sau này mấy vị nói đến lúc mà đổi đời giao thời á, chú là người đứng ra để mà không có lo, không có để có hận thù dân tộc, thì chú chỉ biết vậy. Không có ai được hại ai lẫn nhau, vì đó là cơ vận, nước Việt phải trả nghiệp. Thì những cái đó tới ngày hôm nay đến giờ phút cận kề này sắp sửa xảy ra. Nếu mà ngoài đó ai hiểu được, họ có thể tránh được một cái đại nạn cho gia đình. Đó là cái công của chú. Mà những cái người chú nói là những cái người gọi là thật sự là thứ thiệt của bển á, mà hôm nay mà nếu mà có hiểu thì họ cũng có thể né được. Còn nếu mà họ không nghe thì thôi, đâu có mất gì đâu. Tại vì chú nói cái này vô thưởng vô phạt, ai tin thì tốt cho họ, còn không tin thì đó là sau này họ lãnh những cái hậu quả thê thảm. Thì lúc đó chú cũng đã hết lòng hết sức rồi, chú chỉ là đi giúp người cứu người thôi, chứ không phải nói nước mình cứ chù nước mình. Chú không bao giờ chù nước mình, ngày nào chú cũng khấn nước Việt để mà cho được bình an. Mỗi lần Việt Nam có Covid chú cũng khấn, hồi bữa hổm nước mình bị Covid chú cũng bỏ ra biết nhiêu tiền mua mấy cái máy chợ thở gửi về Việt Nam, hiện bây giờ âm thầm cũng đang cứu chợ gạo bển, chú có biết bao nhiêu tấn gạo bển, ngày nào cũng có người đi giúp tiền cho nước Việt. Chú chỉ nói nước Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy một thời gian rất là ngắn. Thì khi mà những người mai mà hiểu được lời của chú nói Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, cái đó là cái quy tắc. Tại vì ngày xưa nước Tàu cũng là từ thời Đông Châu Liệt Quốc, Xuân Thu cũng là năm bảy nước, nước Tần, nước Ngụy, nước Sở, nước Tề, nước gì tùm lum, thì cũng là chia năm sẽ bảy. Rồi bây giờ gom lại Tây Tạng, Mông Cổ, người Đài Loan, người gì luôn á, thì cũng là năm bảy, sau này cũng sẽ trở rã ra. Tức nghĩa là cái nó không phải là một cái quốc gia
mà một khóm được thì cũng chở cốt khỉ trở lại cốt khỉ. Đó là cái cơ vận đi là như vậy. Thì mấy vị nói Việt Nam sau này cũng sẽ thay đổi một cách màu nhiệm để mà Phật Di Lặc xuất hiện. Nếu không thay đổi, Đức Thầy đâu có xuất hiện được, Phật Di Lặc đâu có xuất hiện được, chú cũng sẽ không có về Việt Nam được. Mà chú sắp sửa về rồi đó, thì hôm nay chú nói trước. Nếu không hai năm nay từ lúc chú nói, coi lại đi, ở đây sau gần đây chú biết được là ở bển chuyển qua gần 20 tỷ đô la. Ở bển làm nhiêu á, những người giàu có đó là tìm cách chuyển tiền qua Mỹ hết, chuyển gần 20 tỷ luôn á, không phải là chuyện nhỏ đâu. Việt Nam mà nếu họ mà không hiểu, họ giữ tiền Việt Nam để làm giàu đi, họ chuyển qua Mỹ làm gì, lấy quốc tịch Mỹ làm gì, có bao nhiêu tiền á, gần đây nè, nhất là những tháng gần đây này, chuyển qua, tìm đủ mọi cách chuyển tiền qua Mỹ và khỏi nước Việt, làm như nước Việt sắp sửa giống như bên Sri Lanka, Lanka hay là Phật. Thì lời thật thì nhiều lúc mất lòng, mà thuốc đắng thì giả tật. Thì kiệt là người nói thiệt, nói thật từ cái tâm từ bi nói, và nói những gì để cho người mình tránh cái sự chết chóc, đó là chuyện của kiệt. Còn người nào không thích nghe thì đó là chuyện của quý vị. Thành Phật hay là thành quỷ thì cũng là tự tâm mình, tự quý vị đó. Ở Việt Nam á, những người theo đạo Hòa Hảo, Đức Thầy á, làm ơn cứ khấn sư phụ mau xuất hiện để mà cứu nước Việt. Đức Thầy mà không xuất hiện á, nước Việt mình sống mà chết trong chết, cũng giống như người mất hồn vậy. Mình nhìn lại thấy đi, ở Sài Gòn bây giờ đâu còn hồn dinh náo nhiệt vui nhộn như thời xưa nữa đâu. Còn quý vị có tin hay không thì nhìn lại 20 năm những gì lời chuyện nói, những gì chuyện nói nằm trên clip mà đâu mất đâu. Tượng Trump trở lại, từ những cái thể chế thay đổi, Trung Cộng chia 5 sẽ 7, Covid xuất hiện, chuyện điều có nói chứ hết. Có cái gì chuyện nói không? Chúng đâu. Mà hôm nay chuyện nói nước Việt sẽ có chiến tranh thì chuyện chờ xem. Thì cũng nói luôn Trung Cộng chia 5 sẽ 7, cũng chờ xem. Anh Trần nói từ ngày cả nhà con nghe chú Kiệt, con đều ăn chay niệm Phật đọc kinh Thiên Tâm, rất là an lạc, cảm ơn chú nhiều lắm. Đó là tự nhiên con có duyên biết quay đầu và chót. Mỗi tuần chú Kiệt thiên phúc bảo nó có nữ Kiệt lên một lần được không chú, chứ con nhớ chú Kiệt quá. Tại vì chú là dạng truyền tin, lâu nay tin tức của cơ vận mà, thì nó đâu giống tin tức của người đời đâu. Mình nói mình phải chờ nó xảy ra mình mới nói tiếp chứ. Thiên Tâm Tấn nói cho Kiệt ơi, Lạng Sơn và Hà Tiên chuẩn bị hay là ba miền Bắc Trung Nam chuẩn bị gạo? Tất cả các tỉnh đều chuẩn bị hết. Tại vì khi một cái thành phố mà khi nó chiến tranh thì nó cũng như Ukraine thôi, cái sự vận chuyển xe cộ hay là này nọ nó sẽ thiếu thốn hết. Thì mình cứ nghĩ vậy á, nó cả nó bị chung hết mà. Royal Trần nói, ủa tháng 7 ngày 29 năm 22 rồi Donald Trump chưa trở lại làm tổng thống vậy? Ổng đâu có phải là xưa Kiệt nói là ổng sẽ trở lại, ổng sẽ giúp nước Mỹ. Thì bây giờ bao nhiêu cái uy tín của ổng, ổng chỉ người nào cái gì đó là người ta ứng cử đậu hết á, tất cả tiểu bang. Còn cái chuyện mà ổng ra ứng cử tổng thống hay không bây giờ ổng vẫn chưa tuyên bố. Nhưng mà những gì Kiệt nói là ông Trump là chánh nghĩa, để mà ổng bình loạn lại thế giới. Đảng Cộng Hòa sẽ làm cho cái thế giới này bình loạn lại, là nó sẽ, Đảng Cộng Hòa là cái đảng đưa tiễn tất cả những cái ác của thế giới này đi xuống đáy biển. Những cái nước mà theo chế độ độc tài
Cộng sản Các Mác Lênin đều sẽ như cái thạch Hennig này, là do Đảng Cộng Hòa đưa xuống, là viên đạn giống như là tiễn luôn á. Còn bây giờ cái Đảng Dân Chủ hơi yếu hèn là vì mình còn không thời gian bao lâu nữa, quý vị gắn lên nha, để mình sẽ có một cái thời đại cực kỳ vui sướng trong tương lai, đó là gọi là thời và đại vàng kim, mà bên bên đạo gọi là thời Thượng Quân Thánh Đức. Thì nước Việt sau này sẽ có rất là nhiều nhân tài về giúp nước, tuổi trẻ hang ngoại nó ăn học rất là giỏi. Thì lúc đó nó đi về ngẫm nói chú là Thiền Bát Nhã, không phải Thiền Bát Nhã là cha mẹ, là cái dấu này. Ai mà có nạn, ai mà buồn khổ hay là xui xẻo hay công cơ sở làm ăn thất bại đó, thì có cái dấu này sẽ được che chở trong lúc này của thời đại tận thế này nè. Chú chỉ là người truyền tin đó nghe quý vị. Thiên Mỹ Hoàng nói Điện Thái Hoàng Thiên mong chú về. Điện Thái Hoàng Thiên là của các chư vị chư thần chư thánh ở núi Cấm ngự chậm. Ở ngoài mặt đời mình thấy nó như vậy, nó khoảng nhiêu ta, khoảng 100 mét vuông, không biết bao nhiêu, nó không có lớn, nhưng mà ở trong cái cõi vô vi á, lớn khủng khiếp. Thì các chư thánh ở trong đó họp với nhau, rồi ở đó có 4 ông rồng và có 2 ông đệ tử của Kiệt là Thiên Cẩm Hoàng và Thiên Cẩm Thông, tức là 2 ông xà thần tu ở đó mấy nghìn năm. Hồi xưa Kiệt đâu có biết ổng ở đó, ổng cứ năn nỉ Kiệt là ngày nặng nhận tôi làm đệ tử. Thì từ đó Kiệt mới nhận ổng làm đệ tử, là Kiệt đặt tên là Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông là hai ông xà thần đó, là cai quản hết cái núi đó về loài rắn. Thì cho nên bây giờ ở lâu lâu có những con rắn con, rắn cháo, rắn chắc đó, trước khi mà nó quỷ cái xác đó để mà thăng tiến lên á, thì nó hay bò vô trong cái miếu để mà nó lại 2 ông thần đó, đó là đệ tử của Kiệt á. Bởi trong cái vô vi nha, ở mặt đời Kiệt không có lại gì hết nha quý vị, cũng không có quyền lực, cũng chả là gì hết, cũng là thiên tướng Kiệt như quý vị. Nhưng mà bên cõi vô vi á, Kiệt rất là có chức cao, cho nên những người giống như bị ma nhập hay là gì á, Kiệt không có phải là trị tà, tại nãy Kiệt nói là không phải là thầy pháp, thầy bói hay là thầy tăng, thầy giáo gì hết. Nhưng Kiệt có cái lực để mà nói với mấy ông ma đó, dù đừng có phá người ta nữa, thì nó thương Kiệt, nó nể Kiệt, nó bỏ đi. Cho nên cái núi Thiên Ông Sơn của Kiệt á, trị rất là nhiều người hết bệnh bị ma nhập. Không phải Kiệt chị nha, Kiệt chỉ là nhắn gửi thôi. Và đồng thời Kiệt cũng có thể có những bác giống như chết ở trong nhà thương, cái hồn bay về núi, nhưng mà mấy vị đâu có cho lên núi đâu, mấy vị bắt đứng ngoài cổng. Thì mấy vị lên nói cho Kiệt biết là có cái dòng đó chờ ngày dưới cổng, thì Kiệt cho lên, thì mấy vị cho nó mới cho lên. Cho lên thì Kiệt có khả năng là nhờ mấy vị trong vô vi á đưa về trời được. Tại đi về khi mình mất á, ở cõi kia đó, nó không có định hướng được, mà phải có người nhắn gửi đi thì mình mới đi được, phải mang họ thiên. Cho nên lúc mà lên á, là Kiệt phải đặt cái người đó lại họ thiên, thì cái người đó mới được đi về trời. Cái đó là Kiệt làm rất là nhiều người vậy đó, gọi là giảng sanh đó. Không tốn tay nhang, cũng không có tốn gì trái cây luôn, chỉ là đứng nói chuyện chát qua chát lại vậy nè, nói chuyện qua nói chuyện lại vậy thôi. Nhưng mà là đoàn là Kiệt phải nhờ không à, nhờ mấy ông rồng cổng đi, hay là nhờ mấy chư thiên đưa đi, mấy ông thần đưa đi vậy đó, đại khái. Dung Nguyễn nói clip 7 giờ 8 đi chú, lâu quá. Để khi mà chuyện tới rồi đó, tôi sẽ ra mấy cái clip đó. Tại vì mấy clip đó là bên
Chúa là người nhưng mà nửa người nửa khác, thì cái nửa kia đó ít có người hiểu lắm. Mình ra mấy cái siêu nhiên đó, mình gọi là nói về chuyện những cái cảnh tầng trời hay những cảnh ở dưới nước thủy cung, rồi cái mấy chục nghìn năm trước Chúa đi dạo thủy cung rồi đó, mấy cái đó người thường người ta không có hiểu nổi. Mình kể như cổng thiên đình mở cửa rồi đó, người ta không có tin. Thì đợi khi nào sau này có nhiều người hiểu Chúa đi, khi Đức Thầy xuất hiện, chiến tranh xảy ra rồi, thì lúc đó Chúa sẽ kể hết những cái gì Chúa hiểu. Hoặc là lên núi Thiên Long Sơn gặp Chúa kể. Chứ còn mình kể trên mạng này, người cái trình độ có nhân trí họ không có hiểu, họ sẽ nói mình quan tưởng á. Chưa đâu, tại khúc đời thì người ta có thể hiểu được. À, mình mang cái sắc phàm mình phải bị qua những cái thử thách thử thách nghèo khổ của đời. Hồi xưa chú không cha không mẹ, sống rất là lang bạc, ngủ ở chiếc xe ở công viên này, không biết ngày mai á người ta có đuổi đi không, hay là thằng vô gia cư homeless á, nửa đêm nó gõ cửa xe mình nữa, cũng phải canh cái góc nào kín kín ngủ. À, ngủ chỗ này thì không biết ngày mai ngủ đâu, bữa nay mình ăn cái này không biết ngày mai mình ăn cái gì. Tôi sống vậy đó, không có tiền, không có ai lo hết, cũng không có một người bà con thân nhân. Rồi thì mình bị trải qua những cái khổ, thì từ đó mình có tiền thì mình mới thương được người nghèo được. Sau này chú mới hỏi lại mấy vị, mới nói là con phải ném hết những cái khổ của đời thì con mới thương được những cái người ở đó. Cho nên bao nhiêu dư luận viên như đây chửi chú chừng nào á, chú còn thương họ bao nhiêu nữa. Là gì? Sau này những cái người mà chửi chú là giao duyên với chú, thì ít nhiều á, một kiếp hay hai kiếp họ cũng sẽ trở thành Phật. Tại vì hôm nay họ đã xúc phạm thì sau này họ sẽ sám hối, họ sẽ mới tu được. Cho nên những cái dư luận viên sau này chú sẽ xin hết cho mấy cháu thành Phật nha. Cũng cái nghề thôi, dư luận viên cũng là một cái nghề. Mỗi nghề này nghề bất hảo, nghề này giống như nghề đâm heo đập đầu cá vậy đó. Cũng có nghiệp á, tại gọi là thân khẩu ý mà, cái này khẩu với ý luôn là tội dữ lắm á. Nhưng mà chú xin hết, chú lấy mấy cái nickname, chú làm cái danh sách, chú xin dùm cho mấy cháu để cho sau này mấy cháu quay tâm. Thiên Tâm Tấn nói, chú Kiệt, chiến sự kéo dài hay là ngắn vậy chú? Thiệt hại nặng nhất ở khu vực nào vậy chú? Cái này chú không có chính xác. Thì muốn thì chú hỏi lại, thì clip kế tiếp chú sẽ báo động. Nhưng mà chú chỉ biết là từ cái clip mà chú để tan cho nước Việt, clip trăm nhưng 142, 141 gì đó, rồi tới 143 chứ cũng có nói vụ này. Hôm nay clip 144, có nghĩa là 3 tháng nay chú xin hoài cho nước Việt, xin không được á, thì hôm nay chú nói là có. Tại vì cơ vận 80% những lời chú nói, 20% là giờ chót, là cha ở trên mới ấy. Nhưng mà nước Việt mình á, không có phải trả một cái quả, cái nghiệp, có cái nghiệp á. Thiên Thiện Ngọc Yến nói, chú ơi, chú nói lại nghĩa 12 nước, 12 bông, 12 đèn, 12 nhang dâng lên cha mẹ đi chú. Thờ mình cúng mẹ đó là 6, nhưng mà mình cúng lần có hình cha hình mẹ là 12. Thì về thiên á, thiên cha tức là thiên là cao nhất á. Thiên khác hơn tiên nha, tiên là thấp, nhưng mà thiên á là cao hơn luôn, cao tầng 36 thì là 12. Thì mình cứ lấy 12 bông, 12 nước, 12 ngũ quả trái cây thôi, chứ không phải 12 trái cây. Mình đặt về hướng Đông Bắc, mình khánh, tôi tên là Thiên Dư Luận Viên, xưa nay tôi chửi nhiều quá, con hôm nay xin đi về với cha trời mẹ đất, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật duy trì địa mẫu. Thì con mang họ Thiên Dư Luận Viên đó, thì từ đó mình sẽ già bớt đi cái nghiệp. Mỗi ngày mình, hồi xưa mình cộng bao nhiêu thì mỗi ngày mình trừ trừ lại, bớt lại.
để cho cái thần hồn của mình nó không có bị đọ, và nhiều khi mình làm nhiều chuyện ác mình phải mất luôn cái thần hồn nữa. Mà dầu có bị đọ đó xuống địa ngục đó, thì mình bị cắt lưỡi một lần còn hơn là mình chửi nhiều quá mình bị cắt 1 triệu lần á, nó đau dữ lắm. Đau 1 lần hay đau 1 triệu lần. Mỗi lần mình chết á thì ngài Địa Tạng á, ngài mới thổi một gió xảo phong mình sống lại, thần hồn chết á vẫn biết đau mà quý vị. Cái lại do thức á, nó biết đau á, nó biết sợ á. Thì dưới địa ngục nó có nhiều cái cõi địa ngục sâu sâu ở dưới. Rồi ngài Ngô Đình Diệm hiện giờ ở cái nhà thờ Phú Cam ở ngoài Huế, ngài ở trong đó, đó thì những người nào về tâm linh nó cứ đến đó để. Còn vua Bảo Đại thì đang ở cái khu chung cư ở bên Pháp của ngài. Ý mình muốn nói đây, mình không có nói những cái lãnh đạo như thế nào, nhưng mà khi chết á, cái thần hồn nó đi về đâu và người đó làm cái gì mới là quan trọng. Bị phạt hay không bị phạt, hay là một cái dâm hồn cô đơn đối khác lạnh lẽo. Chứ còn cái xác phàm mà mình mang chức vụ lớn cỡ nào đi nữa cũng là một kiếp người thôi, là có phước tiền kiếp hôm nay hưởng được một kiếp, rồi sau đó mình không biết làm chuyện lo cho dân, lo cho bá tánh thì mình sẽ bị đọa hay là mình bị phạt, nói chuyện là bình thường. Cho nên người giàu tỷ phú cỡ nào không có mang theo được một cắt một sen nào khi mình cận tử nghiệp, khi mình chết mình chỉ mang theo cái tội và cái nghiệp. Cho nên ý chúng nói chỗ này là cái hồn chết mới quan trọng chứ không phải cái xác của chúng, nó không có gì hết á. Nên nhớ rõ nha, cái hồn đi về đâu mới là quan trọng. Văn Lê nói anh Kiệt kể địa ngục cho đám trẻ trâu này nghe cho tởm. Thì đã là ở tay trâu rồi, Văn Lê có nói kiểu địa ngục cỡ nào đó thì chỉ là chọc tức họ thêm thôi. Khi mà cái tâm họ không có lòng tin rồi thì cỡ nào họ cũng vẫn không có ấy hết. Họ ở bao nhiêu sách vở, bao nhiêu phim nói về cảnh địa ngục, nó là 1000% thật. Khi mình ở sống ở thế gian á, thân khẩu ý mà cái ý khởi ra rồi đánh lên chữ này, tức là khẩu, đúng không? Rồi cái tâm của mình đã là quả lửa rồi, lửa rồi. Thì chỉ có lửa đó, khi mà thần hồn mất đi, cái sức nóng nó mới hút, nó như cái đinh hút nhau vậy đó. Còn những người mà con tiên con Phật đó, cái tâm hồn của họ thanh nhãn, họ không có sân si, khi họ mất đi họ bay bổng về trời dễ ợt rồi. Lê Nhân nói dân tộc này không tỉnh ngộ. Đúng, dân Việt Nam là tại sao mình cứ đấu đá lẫn nhau. Mình đừng có nghĩ là một dân tộc, là tại vì đa số, nếu mà người Chim Thành và người Chân Lập và những người mà ở nước Việt mà khi mình Nam Tiến từ thời Chúa Nguyễn Hoàng, chính Chúa 13 đời vua nước Việt mình ngày xưa, từ tới Nghệ An thôi nha, tới khúc chỗ Huế thôi, mình tiêu diệt hết cái sắc dân của Chim Thành. Thời những vị vua cũ đó, một người lính phải chém 4 cái đầu của người Chim Thành thì mới lãnh được lương để mình diệt chủng họ, mình ác lắm. Thì những cái vong hồn đó họ sẽ tái sanh lại thành người Việt để họ phá nước Việt. Cho nên tại sao nước Việt cứ không đoàn kết? Mà ngày xưa chú biết cái này, thì cho nên đến 22, 14, 15 chú đi về Việt Nam tính làm một cái tháp, gọi là cái tháp thiên. Tại cái tay của chú mà làm cái gì á, thì cái đó thành là của thiên, của trên trời. Thì để mà thu hút hết những cái vong hồn nó vô, để cho nó đừng có nhập vô tâm bác này hay là bác nọ, hay lãnh đạo này lãnh đạo nọ, để mà ký tầm bậy giấy tờ để mà cho nước Việt thêm khổ. Cho nên khi mình nhìn cái đây á, là mình rất là đau lòng. Về mặt tâm linh á, chú biết, mà lúc thời đó nó không ai cho chú xa đi đó, cản trở. Thì hôm nay mình thấy nước Việt mình, những đứa trẻ bây giờ nó không có hiểu về, nó không có kính yếu cha mẹ nữa, nó không có biết lễ nghĩa là gì. Thì mình đừng có nghĩ họ là người Việt. Có thể là tiền sử họ là người Kinh Thành, mình đã giúp họ, hôm nay họ đầu thai lại để mà phá rối nước Việt lại.
Thì trong tương lai hy vọng khi Phật ra đời sẽ bắt đầu cảm hóa được hết tất cả những đứa mà gọi là vô nghi này, và không cảm hóa được nữa chú cũng bỏ tay luôn á. Chú nói chuyện ông B thì chú, ông B hả là cái ngồi thuốc nổ để cho dân Nhật nó ghét Trung Cộng thêm á, để mà đánh cho lẹ. Bây giờ là cái lòng dân Nhật đó, nó còn quậu Trung Cộng dữ dằn hơn. Nguyễn Thị Phượng, tháng 9 anh ở núi Cấm có gì không anh? Núi Cấm mỗi tối chú ngủ chú cũng về bển, làm việc ở bển, tạ ở bển cũng nhiều lắm. Thiên Minh Trung nói sáu gì thiên tử thi tài quyền quan, chú kia kể thích đi đứa kia. Thì tất cả những con của Thượng Đế xuống trần, mỗi người đầu thai một kiếp, giống như Tam Hoàng hội ngộ lập đời Thượng Lai, Thiên Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng. Thì chú là một trong người đó. Thì hôm nay những người mà đã tiền sử cũng đầu thai trở lại là đang có mặt hết. Nhưng mà có người được phùa, được ở trên phong lại, và có những người vẫn làm việc âm thầm. Đó là chú biết vậy. Còn sáu đứa con thì những khi mà giận trái đất này có cái gì thay đổi lớn thì cha sẽ sai những đứa con nào nó thích hợp với cái thời đại đó để làm chuyện đó. Thì chú thì có thích hợp với của thời nay thì chú mới ngồi đây nè. Trong sấm cơ cũng có nói hàng năm 700 năm nay mà. Lên Bích Ngọc hỏi cây nhang tàn, khói chưa tàn, nghĩa là gì? Nghĩa là linh nghiệm, rất là linh nghiệm. Hoặc là khi mình đốt nhang ở nơi nào á, nguyên cái bình nhang cháy hết á, là mấy vị chính mình á, là linh nghiệm. Để mình nói cái này để cho những người chánh nghĩa và những đứa con họ Thiên mà gọi là có chánh kiến để hiểu. Mình thấy dụ như Dư Luận Viên, nó vô nó chửi Kiệt, mình đừng có lặp lại cái lời của nó chửi, mình lặp lại là mình tiếp tay cho nó. Cũng giống như lúc nào những cái gọi là những cái ác nó sắp sửa chìm á, nó mị dân hay là nó gạt thế giới á, nó chỉ nói nửa nửa thôi, thì nó làm cho cái lòng tin của con người á, cứ không có tin cái người chánh nghĩa thì là nó thắng. Có nghĩa là mình phải có chánh kiến, mà mình ở lửng lửng á, nghi ngờ á, là mình đã bị trúng bẫy nó rồi, và đồng thời mình lặp lại cái lời của nó nói là mình đã tuyên truyền giùm cho nó. Cho nên cái đó phải cẩn thận đó nha. Còn vô đây thí dụ ai chửi thì chửi một lần, đừng có đấu qua đấu về. Nếu mà đấu qua đấu về thì là giúp cho nó, để là tự nhiên nó cứ nhảy ra nhảy gây lộn không, chứ nó không có gọi là vui vẻ nữa. Quý vị nên nhớ một điều nha, khi mà lên đây Kiệt nói nó lưu truyền tới 2-3 nghìn năm á, thì những cái này nó vẫn còn dính trên này luôn á. Những cái nickname mà những cái người mà chửi Kiệt hay này nọ đó, sau này á nhân loại sẽ chi cứu lại tới nguồn gốc thật sự luôn, và đem người đó lên trên mạng để mà hỏi lại. Đừng có nghĩ là nó sẽ không xảy ra, nó sẽ xảy ra thiệt đó. Tại vì những cái lời Kiệt nói nó lưu truyền hàng nghìn năm sau, rất là quan trọng. Kiệt không có phải là hù quý vị đâu, nó là thiệt. Thì những cái nickname này nó cũng phải đi từ một cái máy nào, đúng không? Rồi ai làm gì thì những cái nhà siêu sau này ấy, họ sẽ chi cứu lại hết. Những người nào làm gì ấy, tất cả sẽ lòi ra hết trên ánh sáng đó. Thì muốn nói gì thì cẩn thận đó nha, đừng nói gì không có nói trước. Bây giờ tất cả những cái người mà ngày xưa đó là ủng hộ ông Biden, thì những cái phe gọi là phe dân chủ mà cực đoan á, thì những người đó bây giờ quay lưng lại hết. Hiện bây giờ phần mà muốn không làm tổng thống chỉ còn có 20-30% mà, rất là thấp. Ai cũng muốn ông Trump quay trở lại. Thì bao nhiêu đó thôi, thì quý vị chứng minh lời Kiệt nói từ đầu, không ai dám nói.
Và đồng thời cũng không có ai nói tất cả những cái ác trên thế gian sẽ đi vào quá khứ dị dạng để chừa lại một cái thế giới gọi là nhân ái thanh bình. Đó là kiệt nói. Mà nó đi một lượt hết toàn thế giới chứ không phải riêng nước này nước kia. Cho nên quý vị giờ nhìn thấy giống không? Tự nhiên Nga đánh Ukraine còn đang lùng bùng ở bệnh, thì bây giờ sắp sửa Biển Đông dậy sóng, thì tất cả có phải là chìm một lượt không? Nó không phải riêng một nước này nước kia. Và tự nhiên giờ kéo nguyên NATO vô để mà binh Ukraine, nghĩa là những gì Kiệt nói về cơ vận á, là trúng 95%. Chỉ còn chờ Phật Di Lặc xuất hiện nữa là xong. Đức Thầy xuất hiện. Đó, quý vị gắng chờ xem. Thì cái màn này sắp sửa kết thúc. Cho nên hôm nay cái clip này được lên đây giao duyên quý vị là để chuẩn bị, để lo cho những ngày khó khăn sắp đến. Chứ kìa không có ý gì, không có mong ai buồn ai vui hay gì hết. Cũng không có nói về chính trị. Kịp phải, giờ này không phải là giờ giỡn chơi nữa mà là thiệt. Kịp phải nói những lời thật, lời thiệt. Nước mình sẽ có chiến tranh và sẽ có nạn đói, đói rách và cướp bóc. Chỉ báo động lên cũng bị chửi nè, bị la nữa. Người truyền tin đâu có lợi lộc gì đâu, tối ngày cũng bị la tối ngày. Cả một cái hệ thống của những cái gọi là mị dân, gạt dân hay là gì mà của Nga hay xưa nay của các Marx Lenin đó, nó sẽ không còn thích hợp trong cái thời đại vàng kim. Mà trong khi con người bây giờ càng gắn bó với nhau, sáu triệu chim hiền sẽ quay về tổ. Đó là lời của tất cả các vị đều nói. Sư phụ cũng thường dạy, sau này tất cả những người mà được Thượng Đế đưa đi khắp hải ngoại, khắp năm châu, sau này sẽ trở lại nước Việt hết. Sẽ lo để mà làm cho nước Việt mau thành cường quốc, không còn nghèo đói như hôm nay nữa. Nguyên Chúc, chú nói về quân chủ lập hiến đi chú. Thì có sẵn rồi đó, mình qua mình là người ta có cuốn sách rồi, nước Nhật, nước Anh á, nước gì Mã Lai, Thái gì tùm lum á, chỉ về copy nó xuống y chang vậy thôi. Chuyện này chưa nói lúc này, đó là chuyện của mấy người lớn để mà Đức Thầy sau này ngài sẽ nói. An Giang có nạn đói không chú? An Giang á, mấy vị nói để cho lên trên núi Cấm á, là đã không cho lên, mới dùng cái danh từ núi Cấm để mà giữ vệ sinh sạch sẽ. Lên trên đó làm ô uế tùm lum, cho nên người An Giang á, không có giàu được là vậy đó, là cũng đang bị phạt. Sau này những người mà chức quyền có thế lực ở đó phải lo tu sửa lại, làm vệ sinh sạch sẽ thì người An Giang sẽ giàu lại. Chú sẽ về mở mấy công ty di mạch cũng ở vùng miền Tây. Chim Hiền bây giờ tổ sắp bay về. Luân Thiên nói, chú cho con hỏi, ngoài con người ra linh hồn có trong giới khác không, như là thú hay là ác quỷ? Dĩ nhiên đầy hết. Mấy con thú á, là nó là đa số là những người tỷ phú, những người giàu đầu thai thành thú. Cũng giống như nhà chú có nuôi chó nhỏ vậy nè, sau này á, mới biết được nó tên là ông Friend ha, là một điền chủ rất là giàu ở Mỹ này, cách đây chừng trăm cây số. Hôm nay đầu hai chó trong nhà chú, chó trắng. Tại vì ngày xưa ổng ăn hiếp mấy người làm, với lại ổng sống rất là ích kỷ, thì hôm nay ổng đầu thai thành chó. Cho nên mỗi lần hồi xưa chú mà đi đâu dẫn nó theo, chú nằm ngủ
thấy tự nhiên cái người đàn ông từ trong thân chó đứng dậy, hiện giờ đang còn sống á. Đó chú mua năm 2006 $800 mà sau này mới biết ổng là một người rất là giàu có, mà hôm nay thành chó của mình rất là khôn nha, rất là con mắt nó ngầu lắm, nhìn thấy dòng linh, nhìn thấy những cái siêu hình mà mấy con chó khác không nhìn thấy. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy con cướp bờ ở nhà chú á, với những người mà hôm nay gọi là ăn trên ngồi rồi, quyền hành á, tỷ phú á, sau này mình không dám nói nha. Nếu mà tự diện chó này hôm nay nó xả một cái nghiệp này, kiếp sau sẽ đầu thai thành người, thì hôm nay những con chó đó nó ở cao gì nó sắp thành người. Còn những người rất là giàu hôm nay đang có rất là nhiều tiền, có thế lực, sắp sửa đọa địa ngục và sắp sửa thành con thú. Mà con thú đâu phải là một kiếp thú đâu, làm từ con thỏ, con chuột, con này kia, phải trả thịt lại, trả xác lại rất là nhiều, cả 1-2 nghìn năm thì họ mới đầu thai làm người trở lại. Cho nên ý mình nói chỗ này, những đại gia giàu hôm nay, xin lỗi nha, nó cái đường đi á sẽ còn xa vời là hơn mới thành là cái những chó trắng bây giờ. Con chó đen thì nó lâu đầu thai làm người hơn, nhưng mà con chó màu trắng á, sắp sửa thành người á, thì nó đã trả tội rồi. Còn những người chưa trả tội á, sắp sửa sẽ đi tội, ý là vậy á. Nhiễm Kiều nói đời và đạo chú Kiệt luôn cho đi mà không vụ lợi. Đúng rồi, chú đâu có vụ lợi gì trong cái việc đời đâu, làm cả đời có để dành nhiêu tiền cũng cho hết. Mua công viên ở Thiên Long Sơn $20 triệu, rồi giờ mua bên Houston, trong tương lai xây dựng cũng khối tiền khổng lồ nữa, nên cho ra không, không có vận động, không có xin ai hết. Còn đạo thì chú không phải là thầy, chưa có mặc áo vàng ngày nào, cho nên chú hiểu sao thì nói về những gì chú biết á, và chú biết trong mấy chi gì về dạy chú thôi. Thì có những cái mà trong kinh điển nó không có, thầy kinh điển là thời nay cái thầy sửa lại nhiều quá. Tiết Hạnh, Đoàn Tiết Hạnh nói 6.000 con gà bị sét đánh ở Hải Vương là sao? Ủa có vụ đó hả? Là cái đó chú phải hỏi lại mấy vị, nó có nhiều lý do lắm. Thì mấy con đó nó hết nghiệp, nó giảng sanh. Giống như hồi năm 2045 chú đi về Phú Quốc, chú đọc chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, chú đọc chú thấy mấy cái hồ người ta mới bán mấy con tôm, con cá gì sống chợ đêm, chỗ chợ đêm. Cái chú tội nghiệp, chú đọc giảng sanh, chú đứng ngay chỗ dinh cầu chú đọc, thì sáng hôm sau á là nguyên cái biển ở đó mấy con hải sản nổi lên chết queo hết cái quảng hồ. Cái qua ngày hôm sau chú đi vô trong trong chỗ nhà chú á, có miếng ruộng, miếng vườn á, cái ông đó mua vịt hãng khoảng 500-600 con, thì chú ngồi ăn ở ngoài bờ đê, cái mấy con vịt nó rỉa tép, chú thấy tội nghiệp mấy con tép, chú đọc chú giảng sanh cho mấy con tép, vậy mà 500 con vịt nó quẹo quẹo cổ chết hết. Thì hai câu chuyện là một triệu phần trăm có tiền. Thì lúc đó nhỏ em nó gọi, nói sao anh làm gì mấy dịch chết, nó làm gì chỉ đọc giảng sanh thôi. Thì những con thú á, nó có phước, khi mà chú đọc giảng sanh á là nó không có đọ nữa, nó không có khổ gì kiếp dịch nữa. Cũng giống con người mình hiện giờ mình đang khổ mà mình cứ nghĩ là mình làm người mình có tiền mà mình sướng, không phải. Thì những con dịch này với những hải sâm á là được chú độ để mà thăng tiến lên, nếu không có chú á nó sẽ đầu thai kiếp dịch theo 90 lần nữa. Còn hải sâm nó biết chừng nào mới lên thành con bự hơn, thì hôm đó nó có phước, thì chú đứng đó chú đọc, thì chú xin cho nó, thì nó được thành người. Thì đó là cái phước của mấy con đó. Thì trong 513 câu chú có kể đó, đó là thiệt. Nếu mà ai ở Phú Quốc á mà nghe cái này á, coi lại cái năm đó có không, trên báo đổ năng quá trời. Còn cái câu chuyện mà 500 con dịch đó là hỏi lại ở vùng đó này có. Thì tùy theo một cái người nào có cái lực cao thì có thể mấy vị giảng sanh giùm đó. Nhưng mà từ đây cho tới mà ngày nước Việt bị Trung Cộng bính chiến tranh thì chú sẽ thắng tiếp.
mà nếu mà không có cái gì xảy ra thì coi như là có phước giờ chót, nhưng mà tới ngày hôm nay nha là không 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 có giảng hồi được á. Giống như bữa Kiev xém bị Nga đánh thì giảng hồi được, thì hôm nay mới kéo dài được. Còn nước Việt mình á phải có nghiệp. Thiên Tú nói con có xem báo về hải xâm chết năm 2015 đúng như chú nói. Ừ, chú đọc nhãn thân cho nó. Mình nói chuyện có mấy chư thiên chư thần đứng xung quanh chú nè, chú không, chú nói là có thiệt, những giờ chú nói là thiệt, vì lòng từ bi và thương tất cả những người Việt chú nói. Chứ không có lên đây mà chọc ai giận đâu, mà sao có nhiều người giận quá vậy mấy. Vì có hoàng đế quân không chú? Có, ổng là vua của nước Tàu, nhưng mà cũng giống như ngài Trận Đạo là vua nước Việt, ông Trọt Washington là vua nước Mỹ. Thì giống như bên kia ổng cũng đang quấn Tập Chấn Bình vậy đó. Nghĩa là bên chánh nghĩa, không phải là mình cứ theo mặt đời, mình cứ nghĩ ông Quan Công là mình ghét Tàu, ghét Trung Cộng mà mình không thích ổng, không phải. Ổng cũng là chánh nghĩa, ổng đang trừng trị mấy người Trung Cộng. Mà nên nhớ là Trung Cộng khác Trung Quốc khác nha, đâu phải ý là nó chỉ là một cái đảng thôi mà. Nghiêm Trục nói hôm nay Việt Nam có Minh Quân không chú? Cái đó phải chờ Đức Thầy xuất hiện để hỏi ngài, chú không có biết. Thiên Tiền nói chú cho con hỏi, con đã đại diện cho người thân đã chết trong mùa Covid-19 vừa rồi, quy về Thiên Tâm Đạo, thì những người thân đã đi về đâu hả chú? Thì ở bên kia cũng đang sàng lọc, đa số thì ở trên giữ lại để mà nếu mà có biết tu hành có phước đức á thì về trời luôn, còn nếu mà không á thì trở lại vào một cái thời gọi là thượng quan, sống ở cái thời gọi là có Phật, mình gọi là thời Phật Thánh Đồng Cư Địa đó, thì cũng là có phước. Nó ý là hiện giờ bên kia là vậy. Khi mang họ Thiên là giống như mình được đi có cái passport, có hộ chiếu đi Mỹ vậy đó, còn hơn là không có hộ chiếu. Cao Trâm nói Phú Quốc có bị Miên đánh chiếm không chú? Đâu phải hỏi lại, nhưng mà Miên nó có đánh nước mình mà không biết nó đánh chỗ nào, chắc nó đánh là đánh điều hết, chừa đó làm gì. Nó đánh qua đó, nó chạy tàu qua đó cũng gần mà, rồi nó đánh vô Hà Tiên cũng gần mà. Thiên Như nói hôm qua bầu trời có dây giống tơ nhện bay nhiều lắm. Hiện bây giờ thiện thần với tà thần, tức là bên của thiên ma đó, thiên ma nó gãi xuống con cháu, nó làm những nước như nghe Trung Cộng, Bắc Hàn, Đại Khái, thì đó là con cháu của thiên ma. Thì ở trên trời á, người thiện thần với tà thần mình cũng đang chiến đấu với nhau. Khi mà mỗi bên mà đánh nhau á kịch liệt á, thì cái bầu trời nó xuất hiện nhiều chuyện lắm. Cho nên rồng cũng xuất hiện, phượng hoàng cũng xuất hiện, hồn thiên sông núi Việt Nam cũng xuất hiện. Thấy không, có ông rồng nó xuất hiện nè, trong nhà chú nè, nhiều mà. Thì ở ngoài bầu trời hiện giờ rất là nhiều, nhiều chuyện lạ xuất hiện. Chú có bố ông rồng hộ mệnh, thì các ngài cũng thường xuyên bảo hộ. Song Kích nói khi nào và Phương Hằng được tự do vậy chú? Nên nhớ nha, thiên cơ, thiên tử hay là minh dương, ở bên Việt Nam á, họ đã biết trước hàng cái là rất là lâu, nghĩa là họ biết về chú, còn rành hơn chú biết chú nữa. Cho nên họ lập ra một đống thiên tử giả và minh dương giả khắp thế giới hết, rồi Phật Di Lặc giả khắp hết, nhiều lắm. Với mục đích gì mình cũng không biết, nhưng mà họ rất là giỏi chữ nghĩa. Còn chú là chỉ có một người một mạng, một cái nói rất là bình thường, với một cái điện thoại vậy thôi à. Còn bên kia là họ có ban bệ hết nha, mà họ rất là rành, sành sỏi, họ biết hết, họ làm trước hết vậy đó, làm cho những người giả đồ hết. Nhưng mà có một cái
hồi đó không biết chuyện gì, tiên tri nói trước để lo cho dân chúng, và họ cũng không có mấy ông rồng để hộ mệnh. Và những người đó sau này sẽ bị tiêu hồn tiêu xác, là vì đại phạm thượng ở trên nói vậy. Đó là con cháu của ma quỷ đó, là thật sự, để mà nó phá, nó gọi là chống lại với ông trời đó. Đã biết mình làm sai mà cố tình làm sai, là vì cả bản thân họ cũng không biết họ làm sai nữa, là vì họ có điển và những người nhập xác vô, mà người nhập xác xưng là cha, xưng là Phật mẫu, xưng là gì, họ cứ nghĩ là thiệt. Cho nên ở trên mới nói là ma quỷ, mà nó chỉ mượn danh, cũng giống như chú nói bên Thánh Chiến, tụi El Qaeda hay là tụi Bin Laden đó, nó nói là cha kêu nó đi giết người. Ma quỷ lúc nào nó cũng mượn danh Thượng Đế với Phật để mà nó làm hại nhân gian hết. Thì những đứa con thiên từ đầu cứ lên mạng nói phải có chánh kiến, là chỗ đó phải biết nhìn và biết có sự nhận thức. Mình không có thể lững lững nữa, mình phải có lập trường, bi, trí và dũng mới thành Phật được nha quý vị. Chứ không phải tu cà gu cà gạt rồi thầy tôi nói làm sao tôi nghe làm vậy. Thầy kêu tôi ra gậy quỷ vận động thì tôi cứ làm theo đúng như ý thầy tôi, thì là tôi có phước, đó là sai. Thì tất cả những Phật tử nên có chánh kiến, còn họ thiên cũng phải có chánh kiến. Thời nay rất là khó, càng lúc về chót này nè, giờ chót này nè, thì sự sàng lọc nó càng khó. Cái trí tuệ của mình phải rất là chính chắn. Nguyên Chúc nói, chú Kiệt quê đâu vậy? Chú Kiệt bây giờ là người không có quê, mà chú Kiệt cũng là người không có gia đình. Chú Kiệt là người của tất cả mọi người. Và quê của chú Kiệt cũng không có quê nữa. Chỗ nào có người ác thì chú Kiệt đến đó để mà gán nhiều giác họ thành người hiền. Còn chỗ nào đã có người hiền rồi thì sẽ không có chú. Thì làm vậy để mà đưa hết tất cả những đứa con của Thượng Đế về trời. Cái họ của chú cũng không phải họ của chú nữa. Hôm nay họ Ngô đâu phải là họ của nhà chú đâu. Hồi đó là chú đã giải thích rồi. Cả ngày sanh tháng đẻ của chú đi vô chạy tị nạn cũng không đúng nữa. Tại vì sanh ra cũng không có nhớ. Rồi lấy đại cái ngày mà mình nhập chạy là thành ra cái ngày birthday của ngày hôm nay, sinh nhật của ngày hôm nay. Rồi cái họ thì bà cố ngày xưa đã mang bầu rồi, sau này lấy ông cố sao thì mang cái họ cố sao, cho họ thiệt cũng không biết là ai nữa. Cho nên chú họ Trần, họ Ngô, họ Nguyễn, họ gì chú cũng không biết. Nhưng mà chú xin trưởng ở miền đất lành Bảo Giang, miền Nam Giang Sơn có nhiều dòng sông. Nước Việt về Nam về sau trở thành hòn ngọc biển Đông. Minh Trần nói đúng rồi đó, học sòn chứ ngọc làm gì nữa. Thời đại văn minh Việt Nam sẽ là học sòn, tại vì cái di mạch á đó là học sòn mà. Chứ mình có mấy cái miếng đất, cứ dành đất Thủ Thiêm, dành đất Phú Quốc, dành qua dành lại mà giết nhau biết bao nhiêu. Chí Trần nói nhiều người đã nhận ra Ngô Tuấn Kiệt và đã quay đầu. Nhận ra cái gì? Kiệt chỉ là người truyền tin, đến giờ phút này Kiệt chỉ nói cái gì, Kiệt chỉ là người truyền tin. Và Kiệt chỉ có những cái đặc biệt người thường không có. Đó là Kiệt có 7 dòng hầu quay. Thì đó là sự thật. Thì mấy cái máy quay phim á, mấy lần trước nó có quay á. Và đồng thời á, Kiệt có mấy vị lớn hộ mệnh, mấy ông rồng hộ mệnh. Thì Kiệt chỉ biết như vậy. Kiệt có mang sứ mệnh để được lộ cơ, để mà lo cho nước Việt trong cái thời này. Còn ai có hữu duyên thì hiểu thì hiểu, còn không hữu duyên thì thôi. Kiệt không có biết. Đây là hình của sư phụ Kiệt. Ngài đã dạy Kiệt rất là nhiều trong cái vô vi. Cái này không biết ai làm hết ta. Để hình nhỏ đây. Thì Ngài dạy Kiệt nhiều. Đó, thì chỉ biết như vậy. Còn bây giờ Kiệt xuất hiện trước, Kiệt báo động như quý vị. Nhưng mà trong tương lai Đức Thầy xuất hiện thì Ngài sẽ nói chuyện với quý vị. Chứ Kiệt cũng tới chừng này thôi à. Hôm nay thì clip 143 thì cũng gieo duyên tới vậy thôi. Chứ cũng phải chờ. Giờ đây à. Đến lúc chờ mình phải chờ.
Nhìn cái mẹ kìa. Trang Văn nói mình thấy vô cùng may mắn khi được biết đến chú. Nước Việt là nước vô cùng may mắn khi có chú. Công đức của chú nói không hết. Mình đã xem hết các clip của chú mà không bỏ tập nào. From Hà Nội. Ồ, cảm ơn Trang Trang Văn. Chú cũng khá như Hà Nội đó. Mỗi lần mà tưởng tượng mà nước mình mà có chiến tranh như Ukraine đó, dân đói dân khổ thì không biết thì quốc tế họ có giúp NATO có giúp hay không, chứ 6 triệu dân không biết có chịu giúp hay không. Thì mình là máu mủ bệnh thì mình phải gán lo cho nước của mình. Đó là kỳ chỉ khuyên vậy thôi. Thì cho nên những người hôm nay có tiền có của đó cũng phải có một phần trách nhiệm lớn để mà lo cho những người kém may mắn hơn mình. 4.280 mấy người. Cảm ơn quý vị. Thì hôm nay Kiệt chỉ lần thứ 3 báo động nước Việt sẽ có chiến tranh đói kém và cướp bóc. Thì gán mà để chuẩn bị tinh thần và lo cho gia đình, lo về mặt lương thực và những cái gì mình cứ thủ được mình thủ. Nó sẽ không có lâu đâu á nha, rất là gần đây. Kênh Bần Sĩ này nè, nó là của một cái tập đoàn gọi là tuyên truyền công bên tôn giáo. Họ lập ra để mà họ phản ảnh lại, để mà những đứa những cái người mà gọi là không có chánh kiến á, lửng lửng á, để mặc mắt mưu họ. Cho nên ở trên mới dạy mình á, là phải gán bi chí dũng phải đều có mới vượt ra khỏi cái màn sàng lọc này. Nếu không á là sẽ bị ma quỷ nó kéo ngược lại hết. Thì Kiệt kéo được người nào thì kéo, nhưng mà bên phòng ma quỷ nó cũng có tranh thủ bên của nó để mà nó kéo. Thì gán lên những đứa con của Thượng Đế, gán lên. Lần này là mình vượt qua hết được cái nạn này thì lúc đó mình sẽ có cuộc sống rất là sung sướng những cái năm tháng kế tiếp. Lý Đoàn nói Ngô Tấn Kỳ sẽ không bao giờ được về Việt Nam. Cảm ơn Lý Đoàn nha. Nhớ lúc đó nhớ ra phi trường đón mình nghe Lý Đoàn. Kỳ không về á, nước Việt sẽ không bao giờ có ngày bình yên. Tin hay không tin, nhìn cái mặt Kiệt mà nói nè, chờ xem có hay không. Những đứa con vô minh này sau này sẽ hiểu, nhưng mà mình chỉ nói để mà những lời sự thật. Đức Thầy không xuất hiện, Kiệt sẽ không bao giờ về, cái đó là chuyện bắt buộc. Và khi Đức Thầy xuất hiện á, ngày mới được nước Việt mới được có cái gọi là sự phồn thịnh trở lại. Còn nếu không, mỗi một ngày á, nó chỉ có tệ và đi xuống và đi xuống. Còn ba cái đài ở bển mà nói ồ kinh tế lên đạt chỉ tiêu này chỉ tiêu nọ, nếu mà đạt cái 70 năm nay á, dân đâu có đói khổ nhiều dữ như vậy, đâu có nổi mà cái vụ Việt Á mà mấy cái Covid mà giết cả mấy trăm nghìn người chỉ vì một cái đồ thử đó có bao nhiêu tiền, không có nhiêu tiền hết, mấy chục đô, mà trong khi nước ngoài á, là người ta cho miễn phí. Còn nước mình á lại bị không bị cái đó cũng dồn vô để người bị chết biết bao nhiêu. Quý vị suy nghĩ đi, sinh mạng của người ta đó. Trên thế giới bây giờ ai mà không hiểu cái chuyện đó. Anh Nguyễn nói hôm qua tình cờ nghe kênh Bằng Sĩ rồi nghe xong nhớ giọng đến giờ chanh chua quá. Cái đó là của bọn những tiên giáo của Việt Nam á, họ muốn phá, họ muốn làm, họ kéo, họ không có muốn, là giống như những người đánh phá những cái uy tín hay những cái người gọi là thật tâm. Đó là xưa giờ cái chiêu đó, từ thời Các Mác Lênin ra đời tới giờ, những cái trắng thì nó đen, đen nó trắng là vậy. Cho nên mẹ với cha mới lập lại cái đạo thiên tâm,
mới cho mình á, gọi là phải bi trí dũng, phải có chánh kiến. Kiệt chỉ là người đưa cái đuốc, quý vị tự đốt đuốc mà đi, chứ mình không có theo thầy hay là mình không có nghe lời ai nữa hết. Đó là như vậy. Những cái thế hệ tương lai Việt Nam sau này á, phải gán thật cho giỏi và phải chánh kiến, và phải biết cái gì thật, biết cái gì giả. Không phải một người nói láo nhiều rồi lên truyền thông nhiều, rồi từ đó mình cứ theo sách, theo chữ nghĩa, rồi mình cứ tin cái đó mà làm sai hoài. Cả một cái thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ đều sai, thì cái đó mình phải coi lại. Bây giờ Việt Nam không có biết gì lịch sử dân tộc. Nước của mình là ở bên Tàu, từ sông Hoàng Hà ở bên kia mà bị Trung Quốc đánh qua đây, mình cũng không biết. Rồi mình bị bao nhiêu sự áp bức mà bị mất đi nguồn gốc, mình cũng không biết. Ở trên cho Kiệt biết đó là người Quảng Châu, Quảng Tây, Hồng Kông và nước mình á, những phong tục của mình ở bên Trung Quốc là 50% lãnh thổ bển là của nước Việt á. Chứ hồi xưa Kiệt qua Mỹ nhỏ thì đâu có biết đâu, mà ở bên bển nói thì mình mới biết được. Khi mà chiến tranh xảy ra, Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7, tất cả những cái ác trên thế giới sẽ đi cùng một lúc, trong đó có những cái nước mà gọi là mình Việt Nam như chiếc xuồng con thôi, nó theo chiếc xà lan vậy. Khi mà đứt dây thì nó sẽ tự động mọi thứ đó, là đều có cái sự sắp xếp hết rồi, sẽ chờ xem để mà làm lại nước Việt cường thịnh, để sánh vai với 5 châu 4 biển, chứ nó không phải như kiểu bây giờ. Hai bà Trưng có trở lại không cháu? Tất cả các vị đa số đã tái sanh có hết, mang sắc phàm đó, chưa đến lúc để lộ thôi. Minh Trần nói miền Trung rồng xuất hiện rất nhiều đó chú, con thấy mỗi ngày. Thì mấy ông rồng khắp hết mà, hiện bây giờ tất cả không giống như thời phong thần, trong phim phong thần của mình vậy đó, là mọi chuyện mình là giờ đang phong thần 2 phải không, cho nên rồng phụng cái gì cũng xuất hiện hết. Ở Sài Gòn cũng có Phượng Hoàng xuất hiện á, mà ngộ là tới ngày hôm nay mà một đống người vẫn không có hiểu và cũng không có tin, không biết họ có cái trí tuệ để suy nghĩ không biết, sao kỳ quá. Mình nói rõ ràng hết trơn rồi đó mà cũng không tin. Tony Bình nói chuyện sẽ xảy ra tỉnh nào vậy chú? Tỉnh nào mà không có biết tu nhiều á thì chỗ đó mấy vị nó sẽ bị nhiều. Mình coi coi này, chỗ nào từ như nói những gì Kiệt nói sẽ có, thì 2-3 năm nay những gì nói là trúng 99%. Thì hôm nay mình nói nước Việt sẽ có chiến tranh này, có nạn đói, thì mục đích là mình thương nước mình, mình nói để cái sự phòng hờ, để sự chuẩn bị, để cho ca biết đường để binh. Tin còn hơn là không có tin, mà có tin mà không muốn binh thì cũng phòng ngờ, cũng tốt cho nước mình, chứ đâu có phải là hại nước gì đâu. Có người nói nhờ quá đã rồi, mà đâu có ăn đồng nào đâu, đâu có xin ai đồng nào đâu. Còn hơn là để đến chết mà không biết mới là khổ, đúng không? Đây là Phật. Thôi gieo duyên bữa nay cũng ok, cũng vui bữa nay. Báo động cho quý vị để mai mốt có chuyện đừng có nói là không có ai nói. Hôm nay Kiệt nói lần thứ 3, Kiệt xin cho nước Việt không được. Nước Việt sẽ có chiến tranh, sẽ có nạn đói, và sẽ có nhiều chuyện rất là bất ngờ xảy ra. Rồi sau đó tất cả những cái ác trên thế giới sẽ đi vào quá khứ, thì những cái thiện sẽ nổi lên, thì Đức Thầy, Đức Phật, Di Lặc sẽ xuất hiện, tất cả các vị sẽ đều xuất hiện. Thì ai muốn chửi, muốn gì đó, lúc đó chửi không muộn. Hôm nay mình chỉ là người truyền tin rất là bình thường, chứ mình không có tài giỏi gì hết, cũng phải thầy giáo, thầy pháp, thầy tăng hay là thầy tu nữa. Mình nửa đời nửa đạo. Ai là Phật, có ai có gì thì cứ lên núi Thiên Long Sơn uống nước trà tâm sự với mình thì mình sẽ hiểu nhiều hơn, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Còn trên mạng thì chỉ vậy thôi.
những thiên cơ Kiệt biết á, là rất là nhiều. Những gì Kiệt nói đây á, chỉ có nhiêu ta, không tới 10-20% nữa nha quý vị, không tới, thì nó đã vậy rồi đó. Còn những chuyện Kiệt biết rất là sâu, thì có một cuốn sách dày của trên cho nói dài Kiệt lâu nay á, mà Kiệt cũng không có nói hết, thầy nói hết cái gì cũng không có tưởng tượng nổi. Hôm nay mình nói chuyện thực tế thôi, là Nga sẽ thua, tất cả những cái nước mà các Marx Lenin cộng sản sẽ như thầy theo nít sẽ chìm, và đồng thời Việt Nam với Tàu sắp sửa đánh nhau. Mình chỉ nói những cái bình thường thôi mà họ còn không tin, thì mình nói chuyện siêu nhiên làm sao họ tin được, khó lắm. Con người, lòng con người không phải dễ đâu. Xuống thế gian này độ chúng sanh thật là không phải chuyện đơn giản nha quý vị. Cỡ nào cũng bị chửi hết, hiền cũng chửi mà giữ cũng chửi, mà giữ cũng không được, mà hiền cũng không được, Kiệt phải nửa nửa vậy đó, lúc cương, lúc nhu, lúc chiều, lúc không chiều, làm đủ hết để tùy cơ ứng biến với mọi người. Ví dụ như bữa nào mình nói nước Việt này nọ, còn hôm nay mình nói nước mình sắp có nạn, thì phải cảm ơn Kiệt không? Cũng đi la Kiệt, Kiệt nói mai mốt nước mình mà có chiến tranh với Trung Cộng á, thằng Nga đâu có binh mình đâu, hiện giờ Nga đang nịnh Trung Quốc mà làm gì binh, nước mình sẽ rất là cô đơn á. Nói như Đà Phật ở Sri Lanka đó, dân nổi lên thì nhờ dân nổi lên á, họ mới có một cái đất nước thanh bình được. Cho nên những cái nước sau này là phải đó, thì bây giờ mình thấy đó là mấy cái hình ở Sri Lanka. Một điều các bạn nên nhớ, khi Kiệt nói chuyện đây không phải mình nghiện nha, mấy chư thiên cũng đang đứng đây và mấy chư vị cũng nhìn tên quý vị hết. Mình làm gì á, khi gọi là thân khẩu ý đều là thật, huống hồ chi hiện lên chữ như vậy á, nó sẽ có cái nghiệp quả. Kiệt không muốn gì Kiệt mà quý vị bị này bị nọ, cho nên làm ơn đừng có chửi nhiều quá, không thích thì thôi, chứ đừng có chửi Kiệt vô tội. Ok, xin kính chào quý vị, hẹn kỳ sau. A Di Đà Phật. Tại cái này kiểu không biết làm sao bấm nó, tại nó lên nó phá cái này làm cho người ta hỏi không có được, cho nên nãy giờ không có trả lời ai được gì hết. Hôm nay có gì không đúng, có gì xúc phạm, xin lỗi mấy đại ca nha. Mình với tâm từ bi, không có kẻ thù, chỉ nhắn nhủ mấy lời chân thật để mà mình xây chuyển giờ chót. Có người nói còn hơn là không có, đúng không? Thì xin lỗi tất cả, xin lỗi mọi người nha. A Di Đà Phật, xin chào, bye bye.